Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 38. Ánh mắt La Tuấn lạnh như băng, nói. Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyền lão, làm phiền. Nói xong, một lão giả quỷ dị địa xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Lão giả nhìn Dương Diệp, sau đó hắn vung tay lên, một tia hàn khí bắn thẳng về phía Dương Diệp. Tốc độ quá nhanh, căn bản không phải Dương Diệp có khả năng trốn tránh. Nhưng sắc mặt của Dương Diệp rất bình tĩnh. Hắn không cần phải sợ hãi, cho dù đối phương là cường giả hoàng giả cảnh. Dương Diệp bình tĩnh như vậy là có nguyên nhân, bởi vì tiểu gia hỏa đã nói cho hắn biết, nói giúp đỡ đã đến. Quả nhiên, lúc hàn khí xuất hiện trước mặt Dương Diệp, không gian chung quanh Dương Diệp vặn vẹo và hàn khí biến mất. Lão giả biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn không gian, nói. Người phương nào ở sau lưng ra tay, có bản lĩnh đi ra gặp mặt. Hừ. Hoàng giả cảnh ngũ phẩm nho nhỏ cũng dám kêu gào với bổn hoàng. Trong hư không, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó không gian bên cạnh lão giả vặn giống như đang áp xúc và gấp lại. Không gian gấp, ngươi là yêu hoàng. Lão giả kinh hãi gần chết, hắn vội vàng thi triển không gian lực chống cự không gian chung quanh muốn gấp lại. Nhưng hình như hắn không thể làm được gì, chỉ có thể làm tốc độ không gian gấp lại chậm hơn mà thôi. Không gian chung quanh lão giả bị chém thành hai đoạn, La Tuấn đột nhiên rút kiếm bổ mạnh vào không gian bao phủ lão giả, trong không gian cũng xuất hiện một vết kiếm màu trắng, ngay sau đó một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện, lão giả vội vàng thi triển không gian thuật chạy trốn, hắn trốn vào trong vết nứt không gian kia. Tại vị trí lão giả vừa đứng sinh ra một tiếng nổ rất mạnh. Thấy thế, lão giả nheo mắt, trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. Nhân hoàng kiếm thật tốt. Không hổ là tồn tại xếp hạng thứ nhất trên tiên thiên đạo khí bảng, thậm chí có thể chém vỡ không gian thuật của bổn hoàng. Giọng nói vừa dứt, yêu hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy yêu hoàng, tử điêu trên bờ vai Dương Diệp vui vẻ, ánh sáng tím lóe lên và nhảy lên vai yêu hoàng, tiểu chảo vỗ vỗ đầu yêu hoàng. Trong mắt yêu hoàng sinh ra một tia ấm áp, cười cười, sau đó nhìn sang Dương Diệp bên cạnh, nói. Đa tạ người chiếu cố tiểu tử này một thời gian. Đối với chuyện của Dương Diệp, hắn cũng đã nghe nói qua. Một câu, hắn rất hài lòng. Dương Diệp cười khẽ lắc đầu, nói. Ta xem tiểu gia hỏa như thân nhân của mình. Tử điêu cong miệng tươi cười đáng yêu, sau đó nó gật đầu. Yêu hoàng, nơi này là thế giới loài người. La Tuấn trầm giọng nói. Yêu hoàng khinh thường cười cười, nói. Thế giới loài người thì như thế nào? Bổn hoàng muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cấm bổn hoàng bước vào hay sao? Tốt, bổn hoàng cũng lười nói nhảm, hôm nay xuất hiện chỉ vì một sự kiện. Nói đến đây, yêu hoàng quay người chỉa chỉa Dương Diệp, nói. Kể từ hôm nay, hắn chính là người yêu vực, các ngươi có hiểu hay không? Sắc mặt La Tuấn trầm xuống, ma vực và yêu vực có một ước định với đỉnh Hán đế quốc. Đó chính là cường giả hoàng giả cảnh của hai bên không được ra tay với vãn bối của hai bên bởi vì cường giả hoàng giả cảnh thật sự quá khủng bố. Nếu như bọn họ một lòng muốn giết một huyền giả dưới hoàng giả cảnh, việc đó quá mức dễ dàng. Cường giả ba tộc đưa ra ước định này, tự nhiên là vì bảo vệ hậu bối. Hiện tại yêu hoàng vừa nói như vậy, nói cách khác, về sau đỉnh Hán đế quốc phải nhắc nhở thủ hạ, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với Dương Diệp. Yêu hoàng, hắn là huyền giả nhân loại. Mà không phải yêu thú. Sắc mặt La Tuấn biến thành khó coi. Dùng thực lực của Dương Diệp, có bao nhiêu huyền giả dưới hoàng giả cảnh có thể giết hắn? Yêu hoàng nói rõ đã bảo vệ Dương Diệp. Yêu hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Dựa theo lời ngươi nói như vậy, bổn hoàng có thể ra tay tiêu diệt tất cả yêu thú tọa kỵ mà đỉnh Hán đế quốc bồi dưỡng ra. Xem ra yêu hoàng thật muốn bảo vệ hắn. La Tuấn trầm giọng nói. Ta chỉ ngạc nhiên. Vì sao yêu hoàng phải ra mặt bảo vệ một huyền giả nhân loại? Yêu hoàng nói. Ngươi cũng không cần biết rõ, bổn hoàng nói lại một lần cuối cùng, hắn chính là người của yêu vực, cho nên, tam tộc ước hẹn có tác dụng với hắn. Nếu hắn chết trong tay huyền giả dưới hoàng giả cảnh, như vậy cũng bỏ đi, chỉ có thể trách thực lực của hắn không đủ, bổn hoàng xem như nhìn lầm. Nhưng mà, nếu bọn ngươi dám phái cường giả hoàng giả cảnh ra tay với hắn, vậy thì đừng trách bổn hoàng xé bỏ ước định. Tự mình lấy đầu của nhân hoàng người. Bổn hoàng ngược lại muốn nhìn, mấy lão yêu quái của đỉnh Hán đế quốc có thể ngăn cản bốn hoàng hay không. Nói xong, yêu hoàng vung tay phải lên, Dương Diệp và tiểu gia hỏa lập tức biến mất tại chỗ.
Sắc mặt La Tuấn cực kỳ khó coi, ánh mắt hắn lóe sáng, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Một bên, An Bích Như vẫn im lặng khẽ cau mày, nàng không nghĩ tới Dương Diệp lại có ân oán với La Tuấn, hơn nữa hình như còn à thù hận không thể hóa giải. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, tương lai của An gia mới là trọng yếu nhất. Hơi do dự, An Bích Như gật đầu với nữ tử áo đen bên cạnh, nữ tử lập tức biến mất ngay tại chỗ. An Nam Tĩnh nhìn phụ thân của mình, sau đó đi tới cửa thành. Trương Đầu nghĩ tới thời điểm Dương Diệp dùng thân thể che mưa tên cho nàng. Ở nơi khác, Dương Diệp hơi thi lễ với Yêu Hoàng, nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Yêu Hoàng nói. Không cần cảm tạ, bổn hoàng nhìn ra, người đối đãi với Tử Nhi rất tốt, hơn nữa là thiệt tình, không có tư dục. Thiên phú cùng tiềm lực của ngươi không kém bất cứ người nào trên thế gian này, nếu như không chết non, tương lai thế giới này sẽ có thêm một siêu cấp cường giả. Ngươi cùng Tử Nhi ở cùng một chỗ, đối với nàng mà nói chỉ có lợi, tóm lại, bổn hoàng sẽ không quản chuyện của các ngươi, chính các ngươi cứ làm đi. Nghe Yêu Hoàng nói thế, Dương Diệp vui vẻ. Yêu Hoàng không phản đối hắn và Tiểu Gia Hỏa ở chung một chỗ, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Bằng không thì, việc này không dễ làm, dù sao Yêu Hoàng chính là phụ thân của Tiểu Gia Hỏa, hiện tại tốt rồi, không cần lo lắng vấn đề này. Tử Điêu từ trên bờ vai Dương Diệp nhảy lên vai của Yêu Hoàng, Tiểu Chảo vỗ vỗ đầu Yêu Hoàng, hiển nhiên, nó rất hài lòng với cách nói của Yêu Hoàng. Yêu Hoàng cười khẽ, nói, lần này ta tới là đón Tử Nhi trở về. Bởi vì nó đã đạt tới tôn giai, nhất định phải tiếp nhận truyền thừa trong tộc. Đối với nó mà nói, việc này rất trọng yếu. Dương Diệp hơi không bỏ, Tiểu Gia Hỏa vừa tỉnh, hắn còn chưa nói chuyện với Tiểu Gia Hỏa đấy. Nhưng hắn cũng biết, hắn không có biện pháp ngăn cản, cũng không thể ngăn cản, phải biết rằng, truyền thừa là việc trọng yếu với yêu thú. Tử Điêu lần này không đùa nghịch tiểu tính tình, bởi vì truyền thừa quá trọng yếu, bởi vì sau khi truyền thừa, nàng có thể hóa hình người. Dùng tình hình trước mắt, La Tuấn nhất thống cả Nam Vực là chuyện không cần phải lo lắng nữa. Ta biết ngươi tất nhiên sẽ ngăn cản hắn, nhưng ngươi chỉ cần cố hết sức là được, thực lực của ngươi có hạn, không cần phải đi làm những chuyện hy sinh gì đó, hiểu chưa? Đột nhiên Yêu Hoàng nói. Dương Diệp gật gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không làm việc hy sinh vì người khác, nhưng mà, hắn sẽ không cho phép Nhân Hoàng dễ dàng thống nhất Nam Vực. Dù sao hắn hiện tại là tử địch với Nhân Hoàng. Song phương có thù hận không thể hóa giải, không phải hắn chết, chính là đối phương chết. Tiền bối nên biết nếu Nhân Hoàng thống một nhân loại, đối với yêu vực mà nói đây không phải là một chuyện tốt, vì sao không ngăn cản hắn? Dương Diệp trầm giọng nói. Ta đương nhiên biết rõ. Yêu Hoàng cười nói. Nhân Hoàng phải thống nhất cả đại lục, hắn làm sao có thể buông tha yêu vực ta? Nhưng tại sao yêu vực ta phải ngăn cản hắn, làm cho nhân loại tự giết lẫn nhau? Suy yếu thực lực chỉnh thể của nhân loại không tốt sao? Còn nữa, yêu vực ta ra tay lúc này sẽ chỉ làm nhân loại đoàn kết lại, phải biết rằng, thế giới nhân loại các ngươi cực kỳ thù hận yêu tộc. Đến lúc đó, Nhân Hoàng vô cùng có khả năng hiệu lệnh tất cả huyền giả nhân loại đoàn kết lại, dù sao hắn cũng cầm Nhân Hoàng kiếm, sau lưng còn có đỉnh Hán đế quốc ủng hộ. Dương Diệp cười khổ, hắn rõ ràng quên điểm ấy, tuy hắn không kỳ thị yêu thú, nhưng mà những nhân loại khác thì sao? Lúc này yêu vực ra tay, chỉ sợ đúng như lời Yêu Hoàng nói, La Tuấn không cần tốn người nào cũng có thể nhất thống nhân loại. Ngày khác thế giới nhân loại không dung nạp ngươi, ngươi tới yêu vực ta. Yêu Hoàng cười nói. Dương Diệp cười cười, nói. Tiền bối yên tâm, nếu thật có ngày nào đó, vãn bối nhất định sẽ đi tới yêu vực, nói thật ra, vãn bối cũng không muốn chết. Yêu Hoàng cười ha ha, sau đó hắn bắt lấy Tử Điêu lưu luyến không rời biến mất. Hắn lưu lại một câu. Coi chừng Nhân Hoàng kiếm, tự giải quyết cho tốt. Nhân Hoàng kiếm sao? Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó triệu hồi cổ sao kiếm linh, nhìn kiếm linh nói. Ngươi có thể trấn áp Nhân Hoàng kiếm không? Cổ sao kiếm có thể áp chế kiếm, nếu Nhân Hoàng kiếm là kiếm, như vậy nó cũng có thể áp chế, trong lòng Dương Diệp cũng không dám xác định. Nhưng mà hắn thất vọng, kiếm linh lắc đầu, nói. Không thể áp chế. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, nói. Ngươi không phải được xưng có thể làm cho vạn kiếm thần phục sao? Nhân Hoàng kiếm không phải là kiếm hay sao? Kiếm linh nheo mắt, nói. Nó là tiên thiên đạo khí, là tiên thiên đạo khí được thiên địa tạo ra, có thiên địa bảo hộ,
bằng không nó cũng khôn đứng đầu tiên thiên đạo khí bảng, hiểu chưa? Bảng xếp hạng tiên thiên đạo khí, ngươi là tiên thiên đạo khí hay vẫn là hậu thiên? Dương Diệp không ngại hỏi chăm. Không biết. Dương Diệp sững sờ, ngạc nhiên nói. Tại sao không biết, vậy ngươi là vật gì? Ngươi mới là đồ vật. Kiếm Linh tức giận chừng Dương Diệp. Ngươi còn có thể tức giận, còn có thể mắng chửi người. Dương Diệp kinh ngạc nhìn Kiếm Linh. Kiếm Linh. Sau khi im lặng nửa ngày, Dương Diệp khoát tay, nói. Chúng ta thật dễ nói chuyện, có vỏ kiếm thì có kiếm, kiếm của ngươi đâu? Bị phong ấn. Kiếm Linh thương cảm nói. Ai phong ấn? Chủ nhân. Chủ nhân là ai? Chủ nhân chính là chủ nhân. Kiếm Linh không kiên nhẫn nói. Chủ nhân của ngươi lợi hại không? 100 triệu ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Kiếm Linh lãnh đạm nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Như vậy tại sao ngươi không đi tìm chủ nhân đi? Hắn chết rồi. Kiếm Linh nói. Khốn kiếp, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, thì ra cũng phải chết. Dương Diệp khinh thường nói. Ngươi có thấy ai không chết chưa? Kiếm Linh nói. Dương Diệp không nói gì, hắn thật sự chưa thấy qua. Chúng ta không nói đề tài này, ân, kiếm của ngươi mạnh hay nhân hoàng kiếm mạnh? Dương Diệp lại hỏi. Nhân hoàng kiếm tính toán là cái gì? Kiếm Linh khinh thường nói. Nó không thể thoát ra khỏi thiên địa pháp tắc trói buộc, nó làm sao có thể so sánh với ta? Đôi mắt của Dương Diệp sáng ngời, nói. Đi một chút, chúng ta đi mau. Đi đâu? Đương nhiên cưỡi phong ấn kiếm của ngươi. Dương Diệp nói. Kiếm Linh. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói. Thực lực ngươi không đủ, đi chỉ chịu chết. Dương Diệp sững sờ, nói. Như thế nào mới đủ? Kiếm Linh trầm ngâm, nói. Thực lực như Tiêu Dao Tử cũng không đủ. Dương Diệp đổ mồ hôi như thác nước. Đúng lúc này, một bóng người áo đen xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nữ tử áo đen nhìn Kiếm Linh, sau đó ánh mắt nhìn lên người Dương Diệp, nói. Phu nhân muốn gặp ngươi. Phu nhân, tự nhiên chính là An Bích Như. An gia thành nam. Trong phòng chỉ có Dương Diệp cùng An Bích Như. Kỳ thật bản thân Dương Diệp không muốn tới gặp An Bích Như, bởi vì lúc này bọn họ đã có lập trường đối địch, gặp mặt thì thế nào. Hắn không biết tại sao đám người An Bích Như lại kết minh với La Tuấn, nhưng mà hắn biết rõ, đó là sự thật mà hắn không thể thay đổi. Dương Diệp cũng biết đây là việc hiển nhiên. Dường như người và nhân hoàng có ân oán. An Bích Như nói. Dương Diệp gật đầu, ta có thể ra một điều giải thay các ngươi. An Bích Như nói. Nam vực nhất thống, đó là chiều hướng phát triển, không phải ngươi có thể ngăn cản. Bởi vì, một ít thế gia trung vực, kể cả tông môn cửu phẩm cũng đã đạt thành hiệp nghị với La Tuấn, trợ giúp hắn nhất đi thống Nam vực, không đúng, hẳn là nhất thống cả huyền giả đại lục. Ngươi đối nghịch với hắn tương đương đối địch với tất cả thế gia và tông môn, hiểu chưa? Hắn hứa hẹn các ngươi cái gì? Dương Diệp rất ngạc nhiên, rốt cuộc La Tuấn cho những thế gia tông môn này hứa hẹn cái gì? Không ngờ lại làm cho bọn họ kết minh với hắn. An Bích Như trầm ngâm một lát, nói. Sau khi nhất thống các vực, hắn sẽ cho những tông môn cùng với thế gia này khai tông lập phái tại các vực. Nói đơn giản một chút, nếu như hắn thống nhất Nam vực, như vậy các tông môn cửu phẩm cùng với một ít thế gia trung vực có thể khai tông lập phái tại Nam vực, sau đó tuyển nhận đệ tử, lớn mạnh tông phái mình. Mà thế lực tông môn cũng trải rộng đến cả huyền giả đại lục. Có tông môn nào chịu nổi hấp dẫn như thế chứ? Thì ra là thế, Dương Diệp hiểu ra, nói. Hắn hứa hẹn cho An gia cái gì? Cho cửa hàng của An gia trải rộng cả huyền giả đại lục. An Bích Như nói. Ta không có lý do cự tuyệt, bởi vì hắn đại thế đã thành, cự tuyệt sẽ đại biểu với khai chiến. Lúc này, phía sau hắn có quái vật khổng lồ là đỉnh Hán đế quốc, hai bên lại có tông môn cùng thế gia ủng hộ, An gia không cách nào chống cự. Dương Diệp nhíu mày, nghe An Bích Như nói, tình cảnh Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng lúc này rất không ổn. Bởi vì chỉ dựa vào Đại Tần Đế Quốc và Huyền Thú Đế Quốc thì không thể chống lại đỉnh Hán Đế Quốc cùng các thế gia tông môn trung vực liên thủ, chớ nói chi hiện tại trong Đại Tần Đế Quốc còn có nguyên môn chưa thanh trừ. Ngươi và La Tuấn có thì cũng không phải tử thù, nếu ta ra mặt điều giải thay các ngươi, nên có thể hóa giải. Dùng năng lực của ngươi, hắn tất nhiên sẽ trọng dụng ngươi. An Bích Như nói. Dương Diệp nhìn An Bích Như,
Hắn nhìn thẳng vào đối phương và cau mày, vào lúc hắn đang chuẩn bị nói cái gì, Dương Diệp lại lắc đầu cười nói. Ta đột nhiên phát hiện, giữa chúng ta có lẽ thực không thích hợp. Ta biết người có hảo ý, phần này tâm ý này ta nhận. Nếu ngày sau ta xung đột với ngươi, ngươi không cần hạ thủ lưu tình, bởi vì ngươi không nợ ta cái gì, đồng dạng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì, ta chưa bao giờ nhân từ với địch nhân của mình. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Thân thể An Bích như cứng đờ, nàng xuất thần nhìn Dương Diệp đi ra ngoài, địch nhân, mình và hắn sẽ trở thành địch nhân sao? Hoặc là nói, từ nay về sau mình và hắn là địch nhân. Đúng, nhất định thế, hắn ích kỷ, keo kiệt, trong ánh mắt không cho phép có hạt cát nào, mình kết minh với kẻ địch của hắn, hắn nhất định sẽ xem mình thành địch nhân. Thế nhưng mà, chính mình làm sai sao? Không có sai, An gia chỉ có thuận theo thủy triều mới có thể lâu dài. Chính mình là chủ nhân An gia, làm như vậy, tự nhiên là đúng, mình làm vậy không khác gì trở thành địch nhân của hắn. Chính mình nguyện ý trở thành địch nhân của hắn sao? Dương Diệp không quay đầu lại, hắn biết rõ đối với An Bích như mà nói là có chút không công bình, nhưng mà không có biện pháp, hắn chỉ có thể làm như vậy. Nàng đã có lựa chọn, thế là mọi người chỉ có thể đối địch. Hiện tại nói rõ việc này để về sau không cần cố kỵ, đây là chuyện tốt nhất hiện tại. Dương Diệp dừng bước lại, bởi vì nữ tử áo đen đã xuất hiện trước mặt hắn. Dương Diệp căm tức, nói. Ngươi có biết mình rất đáng ghét hay không? Nếu như thực lực đủ, hắn tuyệt đối sẽ lột quần áo của nữ tử này và ngược đãi 100 lần, 1000 lần. Bởi vì nữ nhân này phồn uy hiếp hắn, hơn nữa ưa thích quy những chuyện làm sai lên đầu hắn, hắn rất căm tức việc này. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn thân, làm cho Dương Diệp cảm giác run rẩy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Xin lỗi nàng. Nữ tử mặc áo đen nói chuyện cực cạnh, không mang theo một tia cảm tình nào. Dương Diệp nói. An phu nhân, ta không muốn đối địch với ngươi, nhưng mà đáng tiếc, ngươi lựa chọn đứng bên hắn. Ta không thể nói ngươi lựa chọn là sai, nhưng mà, chúng ta đã trở thành đối địch, đây cũng đã là sự thật. Nhưng việc đã đến mức này, ngươi muốn ta nói như thế nào, làm như thế nào? Ngươi sẽ chết. Sau lưng có giọng nói của An Bích như truyền tới. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ngươi không hiểu ta, ta cũng không hiểu ngươi, à, cứ như vậy đi, ta thật sự không thích dây dưa dài dòng, không quả quyết. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, hắn bước đi nhanh hơn, cũng biến mất trong tầm mắt An Bích như. Cô, ta sai sao? An Bích như nhìn về phía nữ tử mặc áo đen. Nữ tử mặc áo đen trầm giọng nói. Người này lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn càng tàn nhẫn, trọng yếu nhất hắn thiên phú cùng thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu hắn phát triển, tương lai còn đáng sợ hơn cả tổ sư kiếm tông. Nhưng hắn không có khả năng đi tới bước đó. Nhân hoàng sẽ không cho hắn cơ hội phát triển. Cho nên, người không có sai, căn bản không cần vì hắn mà tự trách, không đáng. Người cảm thấy, nhân hoàng thật sự có thể thống nhất nam vực sao? An Bích như nói. Nữ tử mặc áo đen kinh ngạc, nói. Nhà đầu, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? An Bích như lắc đầu, nói. Ta tự nhiên sẽ không cầm cả An gia để làm trò đùa. Ban đầu, ta cho rằng nhân hoàng nhất thống Nam vực đã thành kết cục đã định, nhưng mà hiện tại. Dùng lực lượng một mình hắn lại có thể làm cái gì? Nữ tử mặc áo đen trầm giọng nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có một loại cảm giác La Tuấn không có dễ dàng nhất thống Nam vực như vậy. An Bích như nói. Quên hắn đi, các ngươi đã không có khả năng. Ta thấy La Tuấn có ý với ngươi, hắn là nhân kiệt đương thời, nhà đầu ngươi. An Bích như. Ra khỏi An Phủ, Dương Diệp thở dài, tuy hắn không muốn là địch với An gia, nhưng mà không có biện pháp, hiện tại bọn họ đã nhất định trở thành địch nhân. Nếu là địch nhân, sau này phải cẩn thận mới được. Những sát thủ của An gia cực kỳ khó giải quyết, điểm ấy hắn vô cùng rõ ràng. Về phần An Bích Như. Dương Diệp lắc đầu, hắn cũng xóa tên của nàng ra khỏi đầu, nếu nàng lựa chọn đứng bên phía La Tuấn, như vậy chính mình có thể thế nào? Cho nên, tất cả đều bay theo gió. Nghĩ vậy, xoắn xuýt trong mắt Dương Diệp cũng biến mất, cũng biến thành lạnh lùng như băng. Móc ra một tấm truyền âm phù và kíp nổ. Dương Diệp đã liên lạc với Hiểu Vũ Tịch ở cách đó vài chục dặm, sau đó lại bảo Hiểu Vũ Tịch quay trở lại Huyền Thú Đế Quốc, cũng bảo Thú Hoàng và Thủy Hoàng sớm chuẩn bị. Tình huống bây giờ quả thật có chút không xong,
đỉnh Hán đế quốc tăng thêm hai An gia, còn có những tông môn kia ủng hộ, chỉ sợ Huyền Thú đế quốc cùng Đại Tần đế quốc không thể ngăn cản nổi La Tuấn. Hiện tại đã có kết cục phải chết. Sau khi đứng im nửa ngày, cổ tay Dương Diệp khẽ động, Nhân Hoàng giáp cùng Nhân Hoàng ấn xuất hiện trong tay. Nhìn hai kiện tiên thiên đạo khí trong tay, sắc mặt Dương Diệp âm trầm. Hắn không cách nào sử dụng hai món này, đặc biệt là Nhân Hoàng giáp, nó còn dở trò vào thời khắc mấu chốt, thiếu chút nữa hại chết. Há việc này làm cho hắn Dương Diệp căm tức đến cực điểm. Trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên Dương Diệp nói. Có thể giúp ta một chút không? Nói xong, một tiểu nữ hài xuất hiện trước mặt Dương Diệp, tiểu nữ hài trôi nổi trên không trung, trong tay cầm bảo thạch ngọc trượng, bộ dáng rất cao ngạo. Xem mặt mũi người yếu như vậy, nói đi. Tiểu nữ hài nói. Khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn thật sự muốn đánh tiểu nữ hài, nếu như thực lực đủ. Hắn áp chế suy nghĩ không thực tế xuống, nói. Đây là hai kiện tiên thiên đạo khí, uy lực rất lớn, nhưng mà ta không thể sử dụng, người có biện pháp nào làm khí linh của chúng biến mất hay không? Ánh mắt tiểu nữ hài nhìn sang Nhân Hoàng giáp, sau đó dùng bảo thạch ngọc trượng trong tay gõ gõ vào Nhân Hoàng giáp, nói. Đi ra. Một đạo kim quang xuất hiện, tiểu long màu vàng xuất hiện tại nơi này. Tiểu long màu vàng nhìn Dương Diệp, sau đó ánh mắt nhìn lên người tiểu nữ hài, vào lúc nhìn thấy tiểu nữ hài, trong đôi mắt tiểu long màu vàng lộ ra hoảng sợ nhân tính hóa. Vì cái gì không nhận hắn làm chủ? Tiểu nữ hài chìa chìa Dương Diệp, chất vấn tiểu long màu vàng. Dương Diệp. Tiểu long màu vàng nhìn Dương Diệp, sau đó lắc lắc cái đầu nhỏ, nó không ngừng bơi qua bơi lại quanh tiểu nữ hài, hình như đang giải thích cái gì đó. Bành. Tiểu nữ hài cầm ngọc trượng đập vào đầu tiểu long màu vàng lập tức bò trên mặt đất, thân hình run run. Tiểu nữ hài nói. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, nếu không phải nhìn ngươi tu hành không dễ, ta một trưởng đập nát linh trí của ngươi, cho ngươi trở về hỗn độn. Một câu, có nguyện ý nhận hắn làm chủ hay không? Nếu không nguyện ý, ta sẽ đập chết ngươi. Dương Diệp. Tiểu long màu vàng ủy khuất nhìn tiểu nữ hài lại không chút thay đổi, nàng còn vung tay phải lên, một tia sáng màu lam xuất hiện. Dưới uy hiếp của tiểu nữ hài, ánh mắt tiểu long màu vàng cuối cùng nhìn sang Dương Diệp, sau đó phi thường không muốn bay tới trước mặt Dương Diệp. Trong ánh mắt kích động của Dương Diệp, mi tâm tiểu long màu vàng bắn vào trong mi tâm của Dương Diệp. Sau nửa ngày, sắc mặt Dương Diệp vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được tin tức và cảm xúc của tiểu long màu vàng. Tiểu nữ hài thu hồi bàn tay nhỏ bé, sau đó nói. Nó đã nhận người làm chủ nhân, người có thể dùng hai kiện rác rưởi này. Ta trở về nghỉ ngơi, gần đây ta muốn luyện công khôi phục thực lực, có một đoạn thời gian rất dài sẽ không ra ngoài, người không nên chọc tai họa, hiểu chưa? Cái gì mới không gọi chọc tai họa? Dương Diệp nói. Tiểu nữ hài cau mày, nàng suy nghĩ một lúc mới nói. Chính là không nên đi chọc giận người mà ngươi đánh không lại, biết không? Nếu ta chọc người đánh không lại thì sao? Dương Diệp nói. Giết hắn. Tiểu nữ hài nói. Giết không chết làm sao bây giờ? Vậy thì chạy. Dương Diệp. Tiểu nữ hài tiến vào tiểu tuyên qua, Dương Diệp nhịn không được bắt đầu dò xét Nhân Hoàng ấn cùng Nhân Hoàng giáp. Lúc trước hắn không có thu phục chiếm được Nhân Hoàng giáp, không ngờ uy lực Nhân Hoàng giáp cũng đã khủng bố như vậy. Hiện tại hắn đã thu phục chiếm được, có thể được khí linh Nhân Hoàng giáp tương trợ, hiện tại phòng ngự của hắn đã khủng bố hơn rất nhiều. Tâm niệm vừa động, một tầng kim quang tự động tiến ra khỏi cơ thể Dương Diệp, kim quang giống như hào quang hơi mỏng bao phủ toàn thân Dương Diệp. Dương Diệp hoạt động tứ chi, phát hiện tầng này kim quang này cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của hắn, việc này làm nội tâm của Dương Diệp thở ra một hơi. Bàn tay hắn chạm vào kim quang. Hắn cảm thấy mình chạm vào một tầng mềm mại như bông. Trầm ngâm một lúc, Dương Diệp tâm niệm vừa động, một thanh huyền kiếm phóng lên trời, huyền kiếm dưới sự khống chế của Dương Diệp bắn vào trước ngực của hắn. Lập tức, trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, thanh huyền kiếm này dùng tốc độ kinh người bắn ngược trở lại. Bắn ngược! Dương Diệp vui mừng, hắn không nghĩ tới Nhân Hoàng giáp này không chỉ có phòng ngự khủng bố tới như thế, hơn nữa nó còn có hiệu quả bắn ngược trở lại. Điều này thật sự vượt qua ý nghĩ của hắn. Ánh mắt Dương nhìn vào Nhân Hoàng ấn này có năng lực đặc thù gì? Cũng không thể chỉ biến lớn rồi nên người. Tuy uy lực cũng rất cường đại, nhưng mà nếu như chỉ như vậy, vậy cũng rất xin lỗi bốn chữ tiên thiên đạo khí. Dương Diệp gọi Mục Quân ra, hắn cũng hỏi thăm,
rốt cục biết được tác dụng của nhân hoàng ấn. Từ đó hình thành chấn áp cái gì? Cái gì cũng có thể chấn áp, nói thí dụ như chấn áp số mệnh, chấn áp linh mạch, chấn áp tử khí, thậm chí chấn áp mọi người. Đương nhiên, không phải nói chấn áp là có thể chấn áp, dù sao dùng thực lực của hắn không thể phát huy toàn bộ uy lực của nhân hoàng ấn đến chấn áp người. Mà ngay cả nhân hoàng giáp, hắn chỉ có thể thúc giục trong thời gian ngắn mà thôi, bởi vì thật sự quá tiêu hao huyền khí, cho dù có tiểu tuyên qua, hắn cũng không dám tùy ý thúc giục tiên thiên đạo khí. Nói tóm lại, cảnh giới của hắn quá thấp, không có rất nhiều bảo bối siêu cấp, nhưng mà hắn thúc giục không nổi. Giống như chi phiếu ngàn vạn vàng, nhưng mà hắn chỉ có thể rút được 100 vàng mỗi lần. Hắn muốn tìm nơi tốt để tu luyện, tăng lên chính mình, hắn căn bản không có thời gian, rất nhiều chuyện một việc tiếp một việc, làm cho hắn không có thời gian. Cho nên, mỗi lần tăng lên đều là tăng trong giết chóc. Thu thứ tốt, Dương Diệp đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, tâm niệm vừa động, một thanh huyền kiếm hóa thành kiếm quang bắn thẳng vào một góc cách đó 10 trượng. Nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã đến. Kiếm hoàng chậm đã, tại hạ cũng không có ác ý. Trong góc, đột nhiên có giọng nói lo lắng vang lên, lập tức một người trung niên xuất hiện trong tầm mắt Dương Diệp. Trung niên đổ mồ hôi lạnh, bởi vì thanh kiếm này chỉ cách hắn nửa tấc, nếu như lúc trước hắn hô chậm một chút, hiện tại hắn chỉ sợ biến thành thi thể. Nghe đồn kiếm hoàng có chém giết cường giả tôn giả cảnh, quả nhiên một kiếm này quá mạnh, hắn là huyền giả linh giả cảnh đỉnh phong cũng không thể ngăn cản được. Ngươi là ai? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Người trước mắt vừa đến, có lẽ đối phương không nhìn thấy chuyện lúc trước, bằng không hắn đã chém xuống rồi. Trung niên thở ra một hơi thật dài, sau đó nói. Tại hạ Lục Giật Hiên, là người phủ thành chủ. Dương Diệp cau mày, nói. Phủ thành chủ. Trung niên gật gật đầu, nói. Phụng lệnh thành chủ, mời kiếm hoàng đến phủ thành chủ tụ hội. Dương Diệp trầm mặc. Thành chủ mời hắn đi phủ thành chủ làm cái gì? Dường như mấy thế lực lớn, cổ vực thành này, cũng chỉ có phủ thành chủ là không gia nhập La Tuấn. Chẳng lẽ đối phương có thù với đỉnh Hán đế quốc, hay đối phương có ý định khác? Thành chủ nói, hắn và công tử có mục tiêu chung. Trung niên lại nói. Dương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Dẫn đường đi, bất kể như thế nào, hắn cảm thấy hắn nên đi gặp đối phương, hiện tại, hắn rất cần minh hữu. Bằng không thì, tình cảnh của Đại Tần đế quốc và huyền thú đế quốc thật đáng lo. Dưới sự dẫn dắt của Lục Giật Hiên, hai người nhanh chóng đi vào phủ thành chủ. Dương Diệp vừa tiến vào trong cánh cửa phủ thành chủ, một đạo kiếm. Khí đột nhiên bắn ra, sắc mặt của Dương Diệp biến hóa, bởi vì bên trong đạo kiếm khí này ẩn chứa kiếm ý, hơn nữa còn là kiếm ý lục trọng. Thành chủ này phủ muốn giết hắn, khả năng không lớn, bởi vì Lục Giật Hiên bên cạnh hắn kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới có người lại ra tay với mình. Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm ti đánh tan kiếm ý đang đánh tới. Ồ, không ngờ dễ dàng đánh tan kiếm khí của ngươi, kiếm hoàng ngươi đúng là có thực lực. Một giọng nói chậm rãi truyền đến, sau đó một nữ tử mặc váy dài xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Nữ tử váy đỏ có dung mạo rất đẹp, chỉ nhìn Dương Diệp một lúc, trong mắt nàng đầy khiêu khích. Nhìn thấy nữ tử. Khóe miệng Lục Giật Hiên co lại, hắn cười xấu hổ với Dương Diệp, nói. Dương công tử, vị này chính là thiếu thành chủ, tên là Lục Kiếm Giao, ân, nàng là một kiếm tu, trước đó ra tay cũng không có ác ý, chỉ muốn luận bàn với Dương công tử một chút, mong rằng Dương công tử bỏ qua cho. Dương Diệp nói, Lục cô nương không đến 20 năm tuổi đã đạt tới kiếm ý lục trọng, thiên phú như vậy. Là thất trọng. Lục Kiếm Giao cắt lời của Dương Diệp, nói. Nghe nói ngươi đã đạt tới kiếm ý bát trọng, là thực sao? Dương Diệp gật đầu, hắn cũng không có giấu giếm. Đôi mắt Lục Kiếm Giao sáng ngời, nói. Chúng ta luận bàn một chút. Dương Diệp lắc đầu, luận bàn với đối phương không có ý nghĩa gì cả. Hắn không làm chuyện không có ý nghĩa. Thiếu thành chủ đại nhân vẫn đang chờ Dương công tử. Lục Giật Hiên vội vàng ngắt lời, nhưng hắn biết rõ tính tình của thiếu thành chủ quật cường, hiếu thắng. Không chừng nàng sẽ rút kiếm đánh Dương Diệp. Lục Kiếm Giao bĩu môi, thu kiếm lui sang một bên. Nàng hung dữ nhìn Dương Diệp, hiển nhiên, đối với Dương Diệp cự tuyệt, nàng thật khó. Chịu. Lục Giật Hiên thở ra một hơi, sau đó nói với Dương Diệp. Dương công tử, mời.
Dương Diệp gật gật đầu, sau đó đi lên phía trước, sau khi đi qua bên cạnh Lục Kiếm Giao, đột nhiên Lục Kiếm Giao rút kiếm, ngay sau đó có một đám sương mù xuất hiện bao phủ phạm vi 10 trượng chung quanh Dương Diệp, mà một kiếm của Lục Kiếm Giao giống như sương mù phiêu miểu, nhìn không thấy quỹ tích, một lúc ở phía trước, một lúc ở phía sau. Phiêu miểu khó lường. Dương Diệp khẽ nhíu mày, hắn lần đầu tiên nhìn thấy kiếm pháp NSU vậy, như sinh mà đối với hắn mà nói, đây là trò con nít, hắn có kiếm tâm thông minh, hắn không quan tâm tới ảo giác của kiếm pháp này. Tuy bên trong kiếm kỹ này cũng có chút có thể học tập, kiếm kỹ này công kích quá quỷ dị. Mặc dù không có tác dụng với hắn, nhưng mà trên đời này cũng không phải là mỗi người đều có kiếm tâm thông minh. Nhìn thấy Dương Diệp nhíu mày, Lục Kiếm Giao lập tức vui vẻ, trong mắt sinh ra khinh miệt và đắc ý. Phiêu miểu kiếm pháp là kiếm kỹ thiên giai, đã từng có cường giả tôn giả cảnh suýt nữa trúng chiêu của nàng. Dương Diệp được gọi là kiếm hoàng chỉ là linh giả cảnh, hắn làm sao chống được kiếm pháp của nàng. Cổ tay của Lục Kiếm Giao khẽ động, ảo giác trong sương mù dừng lại và tấn công Dương Diệp. Dương Diệp không có trốn, cũng không có rút kiếm, tùy ý cho những kiếm kia đâm tới. Keng! Một thanh kiếm đâm vào vai trái của Dương Diệp. Lục Kiếm Giao kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện kiếm của nàng không thể tiến thêm, cũng không thể thu lại, Dương Diệp vung tay lên nắm lấy cổ của Lục Kiếm Giao. Dương công tử hạ thủ lưu tình. Bên cạnh, Lục Giật Hiên kinh hãi, hắn vội vàng nói. Nhìn nữ tử trước mắt, Dương Diệp nói. Ngươi sở dĩ dám động thủ với ta, đó là vì ngươi biết rõ, cho dù ta thắng ngươi cũng không dám giết ngươi. Ngươi có dám đánh cược ta dám giết ngươi hay không? Nói xong, tay của Dương Diệp hơi dùng sức, sắc mặt Lục Kiếm Giao trắng bệch. Trong mắt Lục Kiếm Giao có một tia hoảng sợ, trực giác nói cho nàng biết, nam tử trước mắt này thực có can đảm giết nàng, hắn thực có can đảm nhưng nàng chịu thua hay sao? Lục Kiếm Giao nàng làm sao có thể chịu thua nam tử trước mặt? Đúng lúc này, Dương Diệp lại buông tay ra, hắn thả Lục Kiếm Giao ra, nói. Tùy hứng cần trả giá thật nhiều. Những năm này, ta đã thấy quá nhiều người tùy hứng, bọn họ cơ bản đều chết, trong đó có rất nhiều bị ta giết. Kiếm giả, nên thẳng không cong, bất khuất, đối mặt với cường địch cũng dám rút kiếm. Nhưng không thể không đầu óc đi khiêu chiến người mình đánh không thắng, đó không gọi là dũng khí, mà gọi là muốn chết, hiểu chưa? Ngươi đang giáo huấn ta sao? Lục Kiếm Giao nhìn hằm hằm Dương Diệp. Một đạo kiếm quang hiện lên. Một mũi kiếm dừng ở mi tâm của Lục Kiếm Giao. Thân thể nàng cứng đờ lần thứ hai, cũng không dám có chút cử động nào. Dương Diệp lạnh lùng nói. Ta không có tư cách giáo huấn ngươi sao? Ngươi! Lục Kiếm Giao chán nản. Ngươi cái gì ngươi? Dương Diệp nói. Ngươi là đối thủ của ta sao? Ngươi không tiếp được một kiếm của ta, ngươi còn có cái gì tự hào? Tức giận, đó là biểu hiện của kẻ yếu. Ngươi bây giờ tức giận, ngươi là kẻ yếu, bởi vì ngươi không có tư cách phản kháng. Ngươi là kẻ yếu không nhìn rõ kiếm của ta, ngươi còn tu kiếm đạo thế nào? Trong mắt Lục Kiếm Giao sinh ra bọt nước, nàng nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, dường như muốn dùng ánh mắt giết Dương Diệp. Nàng chưa từng bị người nào đối đãi như thế. Trong nội tâm nàng thề, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn. Thu kiếm, Dương Diệp đi vào bên trong, nhìn cũng không nhìn Lục Kiếm Giao. Hắn sở dĩ lầm như vậy, một là muốn giáo huấn nữ nhân này một chút. Hai là muốn chỉ điểm đối phương một chút, bán cho thành chủ một nhân tình, hắn tin tưởng, hắn làm tất cả, thành chủ đã nhìn thấy. Bởi vì vào thời khắc hắn đi vào nơi này đã có cảm giác bị nhìn chằm chằm. Kiếm hoàng đúng là danh bất hư truyền. Dương Diệp mới vừa tiến vào đại sảnh, một trung niên mặc hoa bào cười nói. Nhìn thấy trung niên nhân, đồng tử Dương Diệp co rụt lại, bởi vì trung niên nhân này cho hắn cảm giác như hắn gặp yêu hoàng, thực lực thâm bất khả chắc. Tiền bối chính là thành chủ cổ vực thành. Dương Diệp hỏi. Trung niên nhân gật gật đầu, nói. Bọn họ cũng gọi ta là Lục thành chủ, người cũng có thể gọi ta là Lục thành chủ. Dương Diệp nói. Lục thành chủ, ta rất ngạc nhiên, thế lực trong cổ vực thành đều đầu nhập vào La Tuấn, vì sao thành chủ lại không đầu nhập vào bọn họ? Còn nữa, theo lý mà nói, La Tuấn sẽ không bỏ qua phủ thành chủ, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác lại không động tới. Không biết Lục thành chủ có thể giải thích nghi hoặc cho ta hay không? Lục thành chủ cười nói. Ta biết ngay ngươi sẽ hiếu kỳ. La Tuấn cho ra thù lao rất mê người, nhưng mà ta không tin hắn có thể thực hiện. Thiên hạ nhất thống, La Tuấn trưởng khống tín ngưỡng một đại lục,
cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, sau lưng lại có Đỉnh Hán đế quốc ủng hộ, khi đó, những thế gia cùng tông môn chúng ta trong mắt hắn chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Đến lúc đó hắn chân chính được chim quên ná, đặng cá quên nơm. La Tuấn rất mạnh. Dương Diệp nhíu mày hỏi. Lục Thành Chủ nói. Bây giờ không phải là rất mạnh, nhưng mà sau khi hắn nắm giữ tín ngưỡng của một đại lục, hắn khi đó, cho dù chỉ là một gã linh giả cảnh cũng có thể dùng Nhân Hoàng kiếm triệu hoán tín ngưỡng lực chém giết hoàng giả cảnh. Thực lực của hắn sẽ tăng lên theo quyền thế và tín ngưỡng, quyền thế càng lớn, tín ngưỡng lực càng nhiều, thực lực của hắn lại càng mạnh. Thậm chí, hắn căn bản không cần tu luyện, chỉ cần có quyền thế cùng tín ngưỡng lực, hắn có thể tự động tăng cảnh giới. Thật biến thái. Dương Diệp nheo mắt, không hổ là người phát ngôn của thiên địa, thật sự là gặp may mắn. Hắn hiện tại chỉ nắm giữ tín ngưỡng lực của Đỉnh Hán đế quốc, nhưng mà thực lực của hắn lúc này đã có thể chém giết tôn giả cảnh. Người ngày sau nếu giao thủ với hắn phải cẩn thận Nhân Hoàng kiếm, thanh kiếm kia tăng thêm tín ngưỡng lực tương đương với thiên địa đánh ngươi, hắn nhận được thiên địa phù hộ cùng tán thành. Lục Thành Chủ nói, nếu như hắn nguyện ý đấu một một với ta thì tốt, đáng tiếc hắn sẽ không. Dương Diệp nói, trong giọng nói tràn đầy tin tưởng. Lục Thành Chủ nhìn Dương Diệp, sau đó nói, dùng thực lực hai người các ngươi bây giờ, ngươi quả thật có thể chém giết hắn. Nhưng mà nếu để cho hắn nắm giữ tín ngưỡng lực các vực khác, nếu ngươi muốn giết hắn cũng không còn nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí, bị hắn giết cũng có khả năng. Dương Diệp cũng không tranh luận, nói. Tiền bối giống chưa trả lời vấn đề thứ hai của ta. Hắn sở dĩ không động vào phủ thành chủ ta, đó là vì hắn tạm thời còn không động được. Lục Thành Chủ nói. Nếu phủ thành chủ ta nguyện ý, hiện tại có thể tiêu diệt phệ hồn quân đoàn của hắn mang tới. Nhưng việc này không có ý nghĩa, bởi vì Đỉnh Hán đế quốc còn có thể phái càng nhiều cường giả đến, hơn nữa khi đó phủ thành chủ ta căn bản không cách nào ngăn cản. Lục Thành Chủ bảo ta đến đây, là vì sao? Dương Diệp nói. Lục Thành Chủ nói. Biết rõ vì sao La Tuấn hắn hiện tại còn không có binh pháp Nam vực không? Không chờ Dương Diệp trả lời, hắn lại nói. Bởi vì hắn hiện tại còn thiếu một kiện đồ vật, một kiện đạo khí tên là Kiền Khôn Đồ. Kiền Khôn Đồ. Dương Diệp khó hiểu, nói. Đó là cái gì? Một kiện tiên thiên đạo khí có thể sắp xếp 10 vạn quân đội, có Kiền Khôn Đồ, hắn có thể đặt quân đội trong mắt, sau đó quân đội của hắn có thể không bị bất cứ hạn chế gì, hắn muốn quân đội xuất hiện ở địa phương nào thì xuất hiện ở địa phương nào. Đến lúc đó, muốn đánh hạ Nam vực, người cảm thấy khó khăn sao? Lục Thành Chủ nói. Sắp xếp 10 vạn quân đội. Dương Diệp nheo mắt. Nếu quả thật như vậy, nói cách khác, nếu như La Tuấn xuất hiện tại đế đô Đại Tần đế quốc, vậy thì tương đương với 10 vạn quân đội trực tiếp xuất hiện trong đế đô, khi đó, còn đánh cái răm. Không thể để Kiền Khôn Đồ rơi vào trong tay La Tuấn. Bằng không thì đối phương muốn nhất thống cả thế giới nhân loại quá dễ dàng. Ta nhận được tin tức, tại khu vực Man Hoang Trung vực xuất hiện. Một tòa di tích, thời điểm tòa di tích xuất hiện, thiên địa xuất hiện cảnh tượng dị thường. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa run rẩy. Nếu như ta không có đoán sai, trong tòa di tích này là di tích của cường giả thánh giả cảnh thượng cổ, mà có lẽ Kiền Khôn Đồ nằm tổng đó. Bởi vì La Tuấn lúc này đã đi tới tòa di tích kia. Lục Thành Chủ nói, di tích cường giả thánh giả cảnh. Đồng tử Dương Diệp co rụt lại, cường giả thánh giả cảnh, cả đại lục đã bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Nếu ngươi có thể có được Kiền Khôn Đồ, hoặc là không cho Kiền Khôn Đồ rơi vào trong tay La Tuấn, như vậy ta nguyện ý liên minh với Đại Tần đế quốc và Huyền Thú đế quốc, hơn nữa lập tức ra tay với phệ hồn quân đoàn ngoài thành. Nếu như ngươi không thể đạt được Kiền Khôn Đồ, nó rơi vào trong tay của La Tuấn, như vậy ta chỉ có thể đứng bên phía La Tuấn. Lục Thành Chủ nói, Đỉnh Hán đế quốc sẽ không bỏ qua Kiền Khôn Đồ, bọn họ tất nhiên sẽ phái hoàng giả cảnh tới. Lục Thành Chủ cắt lời của Dương Diệp, nói, bọn họ sẽ không phái cường giả hoàng giả cảnh đi tòa di tích này, bởi vì chủ nhân tòa di tích kia đang tìm truyền nhân, cho nên tòa di tích có cấm chế, cấm cường giả hoàng giả cảnh tiến vào. Nếu như cường giả hoàng giả cảnh muốn cưỡng ép tiến vào cũng bị cấm chế áp chế. Cho nên, Đỉnh Hán đế quốc và tất cả đại tông môn cùng thế gia thương nghị, cho thế hệ trẻ tất cả đại tông môn cùng thế gia và Đỉnh Hán đế quốc tiến vào bên trong di tích, có thể đạt được cường giả thánh giả cảnh truyền thừa hay không phải xem tạo hóa. Lục Thành Chủ, ta có thể tín nhiệm ngươi không? Dương Diệp nhìn thẳng đối phương.
Lục thành chủ nói. Ta không có cách nào cho ngươi tin tưởng ta, kỳ thật, ngươi có tin ta hay không, ngươi cũng phải đi ngăn cản La Tuấn, không phải sao? Một khi để cho La Tuấn đạt được kiền khôn đồ, thế giới nhân loại này, không có bất kỳ tông môn cùng thế gia nào có thể ngăn cản hắn. Trừ phi yêu vực cùng ma vực ra tay, nhưng mà hai vực ước hẹn không ra tay với chúng ta. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó lắc đầu cười cười, đúng thế, đúng như lời Lục thành chủ nói, mặc kệ hắn tin hay không tin, hắn đều phải đi ngăn cản La Tuấn. Cho dù không thể đạt được kiền khôn đồ, nhưng mà cũng không thể cho kiền khôn đồ rơi vào trong tay đối phương. Đương nhiên, nếu như có thể giết đối phương trong di tích, đó là chuyện không thể tốt hơn. Ngươi đã quyết định. Lục thành chủ nói. Ta có lựa chọn sao? Dương Diệp nói. Hiện tại hắn và Đại Tần đế quốc còn có huyền thú đế quốc buộc cùng một chỗ. Nếu như hai đế quốc này bị diệt, vậy hắn chỉ có thể mang theo đám người Tô Thanh Thi chạy đến yêu vực. Về phần thù hận, tự nhiên cũng sẽ không hy vọng. Có đỉnh Hán đế quốc ủng hộ, hắn có thể tiêu diệt Bách Hoa Cung. Cho nên, cho dù như thế nào, hắn cũng không thể nhìn La Tuấn đạt được kiền khôn đồ. Nếu đã quyết định, vậy thì lên đường nhanh đi, phải biết rằng, di tích đã xuất thế, chỉ còn lại mấy ảo trận bên ngoài chưa bị phá. Một khi ảo trận bị phá, khi đó, vô số người sẽ chen chúc mà vào, đi trễ không còn canh uống đâu. Lục thành chủ nói. Dương Diệp nhìn đối phương, hình như Lục thành chủ còn gấp hơn hắn. Đối phương có âm mưu gì? Hay thật sợ cái kia kiền khôn đồ rơi vào tay của La Tuấn? Nếu như là cái trước, vậy đối phương có âm mưu gì? Dương Diệp hắn có cái gì đáng để đối phương tính toán chứ? Nghĩ mãi mà không rõ thì không thèm nghĩ nữa, dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Lục thành chủ, không biết nên làm sao tiến vào trung vực. Dương Diệp nói. Lục thành chủ nói. Việc này đơn giản. Hôm nay kết giới biên giới trung vực cùng nam vực đã bị La Tuấn chém vỡ, chỉ cần vượt qua loạn ma hải kết nối hai vực, ngươi có thể đến trung vực. Ân, ngươi phải cẩn thận loạn ma hải, hải vực này có vô số hòn đảo, phía trên hòn đảo có vô số hải tặc, còn có một chút giặc cỏ chiếm đảo làm vương, thậm chí còn có một chút người khai tông lập phái trên đảo. Trong bọn họ, không thiếu cường giả. Dương Diệp nói, Lục thành chủ, chúng ta xem như hợp tác chứ. Lục thành chủ sững sờ, sau đó nói. Hiện tại xem như vậy, nếu như ngươi có thể đoạt được kiền khôn đồ, hoặc là không cho kiền khôn đồ rơi vào trên tay La Tuấn, chúng ta sẽ kết minh. Nếu là hợp tác, vì biểu hiện thành ý, ta đã quyết định tiến về trung vực ngăn cản La Tuấn, điều này đại biểu thành ý của ta, Lục thành chủ có nên tỏ thành ý của mình hay không? Dương Diệp nói. Lục thành chủ nhìn Dương Diệp, sau đó cười nói. Ngươi nói đúng. Phủ thành chủ ta không có thể ngồi mát ăn bát vàng, cũng có thể ra thêm chút sức, bằng không thì đây cũng không phải gọi là hợp tác, mà gọi là lợi dụng. Lục thủ, Lục tấn. Nói xong, hai gã trung niên nhân xuất hiện ở giữa sân. Lục thành chủ nói, hai người này đều là tôn giả cảnh lục phẩm, ta sẽ bảo hai người đi theo ngươi, trên đường đi nghe theo người điều khiển. Ngươi yên tâm, bọn họ tuyệt đối có thể làm được kỷ luật nghiêm minh, sẽ không tăng thêm phiền phức cho ngươi. Ta cũng muốn đi. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa có giọng nói của Lục Kiếm Giao truyền vào, rất nhanh, Lục Kiếm Giao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lục Kiếm Giao liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Lục Thành Chủ, nói. Phụ thân, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn kiến thức thiên tài của trung vực, đồng thời hảo hảo lịch lãm rèn luyện hạ chính mình. Dừng lại ở cổ vực thành, con gái vĩnh viễn sẽ không phát triển, không phải sao? Chỗ đó, rất nguy hiểm. Lục thành chủ nói, phụ thân có thể bảo hộ con gái cả đời sao? Lục kiếm giao nói, nếu như không thể, vậy thì thả con gái đi ra ngoài, cho con gái thích ứng thế giới tàn khốc. Con gái là tu kiếm, kiếm không mài thì làm sao sắc bén? Lục thành chủ trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, người thực sự nghĩ kỹ, phải biết rằng, nếu người gặp được nguy hiểm gì, ta cũng không có khả năng xuất thủ tương trợ. Con gái đã nghĩ kỹ. Lục kiếm giao kiên định nói. Lục thành chủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương công tử, trên đường đi, xin nhờ. Xin nhờ hắn cái gì? Lục kiếm giao hừ lạnh một tiếng, nói. Ta cần hắn bảo hộ sao? Cho dù gặp được đối thủ không thể chiến thắng, còn có hai vị thúc thúc ở đây, cần xin nhờ hắn sao? Dương Diệp mặc kệ đối phương, hắn ôm quyền với Lục thành chủ, nói.
Lục thành chủ, vãn bối còn có chuyện cần xử lý, ta cáo từ trước, ngày mai lại bảo bọn họ chờ ta bên ngoài cổ vực thành. Lục thành chủ nói, là nên an bài một chút, Dương công tử đi trước đi. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đi rồi, Lục thành chủ trầm giọng nói. Giao Nhi, đáp ứng ta, trên đường đi không được đối nghịch với Dương Diệp, tận lực nghe hắn an bài, nếu như ngươi không thể làm được, ngươi đừng đi trung vực. Vì cái gì? Lục Kiếm Giao tức giận nói. Bởi vì hắn hung ác, hắn mạnh, mà lại cái gì cũng dám làm. Lục thành chủ trầm giọng nói. Lục Kiếm Giao. Sau khi rời khỏi phủ thành chủ, Dương Diệp dùng truyền phù phù nói. Chuyện ở phủ thành chủ với Thú Hoàng cùng Thủy Hoàng, hơn nữa bảo hai người bọn họ sớm chuẩn bị, bởi vì nếu như La Tuấn đạt được Kiền Khôn Đồ, hai đế quốc không có chuẩn bị gì, vậy bọn họ không thể nghi ngờ sẽ lâm vào cảnh toàn quân bị diệt. Thông chi Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng, Dương Diệp lại phát ba truyền âm phù, theo thứ tự là cho Tần Tịch Nguyệt cùng Tô Thanh Thi, còn có Hiểu Vũ Tịch. Hắn muốn đi vào trung vực, tự nhiên phải báo cho ba người, bằng không thì, ba người nhất định sẽ lo lắng. Hiện tại hắn không thể giống như trước muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù muốn cũng phải báo. Sau khi nói xong, Dương Diệp đi vào rừng rầm cách cổ vực thành trăm. Dạm. Bái kiến kiếm chủ. Vừa vào rừng rầm, hơn 100 tên hắc y nhân xuất hiện trước mặt Dương Diệp, sau đó cung kính thi lễ với Dương Diệp. Dương Diệp gật gật đầu, tay phải vung lên, một tia sáng bay ra ngoài, mọi người nhìn đống năng lượng thạch cực phẩm trước mặt. Mọi người khó hiểu. Nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp nói. Ta muốn đi trung vực trước, không cách nào mang các người đi, các người ở lại nam vực, hảo hảo tu luyện. Các người mỗi người cầm 100 năng lượng thạch cực phẩm trước, những năng lượng thạch này đầy đủ các người tu luyện tới tôn giả cảnh, hy vọng các người cố gắng, không nên làm ta thất vọng. Kiếm chủ muốn đi trung vực. Trương Liễu hỏi. Dương Diệp gật đầu, nói. Đi làm một chuyện, lúc nào trở lại cũng khó nói. Tóm lại, trong khoảng thời gian này, các ngươi cần cố gắng trở nên mạnh mẽ, bởi vì Nam vực và đỉnh Hán đế quốc vô cùng có khả năng bộc phát đại chiến. Đến lúc đó, nếu như chúng ta thực lực không đủ, đừng nói bá đô thủ, cho dù còn sống hay không cũng là vấn đề. Ân đúng rồi, ta nhận được tin tức, tổ chức sát thủ là thế lực do đỉnh Hán đế quốc tổ kiến. Mọi người biến sắc, hai tay nắm chặt. Dương Diệp nói, tin tức này hẳn là đúng. Bởi vì người nói tin tức này là Thủy Hoàng, dùng thực lực Đại Tần đế quốc, bọn họ điều tra ra được tình báo hẳn là không giả. Nói cách khác, chúng ta đối mặt là đỉnh Hán đế quốc, mà các ngươi cũng nghe nói thực lực của đế quốc này. Không nói cái khác, chỉ một chi phệ hồn quân đoàn cũng đã rất khó đối phó. Cho nên, các ngươi cần phải mạnh lên, bằng không thì chúng ta lấy cái gì đi báo thù. Kiếm chủ, chúng ta sẽ cố gắng. Trương Liễu trầm giọng nói. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Trương Liễu, Lãnh Quân, Lãnh Ngân, Thiên Phú ba người các ngươi tốt nhất, thực lực cũng mạnh nhất, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng đạt tới tôn giả cảnh, hơn nữa mang theo các huynh đệ khác, trợ giúp bọn họ nhanh chóng đạt tới tôn giả cảnh. Hiện tại, không có thực lực tôn giả cảnh, chúng ta căn bản không cách nào đối kháng đỉnh Hán đế quốc, các ngươi hiểu chưa? Hiểu. Mọi người cùng kêu lên. Dương Diệp nói. Kiếm Tông có rất nhiều địa phương tu luyện, các ngươi có thể tiến về Kiếm Tông tu luyện. Có lẽ các ngươi đã biết rõ, Tông chủ Kiếm Tông hôm nay là thê tử của ta. Cho nên, các ngươi có thể hảo hảo tu luyện tại đó, ta đã thông chi nàng. Vâng, mọi người cùng kêu lên. Nhìn mọi người, Dương Diệp gật gật đầu, nói. Hy vọng lần sau gặp mặt, tất cả mọi người có tăng lên. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất tại chỗ. Mọi người thi lễ về hướng Dương Diệp rời đi, sau đó thân hình run lên, biến mất tại chỗ, bọn họ bay vút về hướng Kiếm Tông. Ngày hôm sau, bên ngoài cổ vực thành, Dương Diệp đi vào trước cửa thành, Lục Kiếm Giao cùng Lục Thủ còn có Lục Huấn đã đứng ở nơi đó, xem bộ dáng ba người, hiển nhiên đã chờ được một lúc. Nhìn thấy Dương Diệp, Lục Kiếm Giao nói. Dương đại thiếu gia, cái giá đỡ của ngươi thật ghê gớm, để cho chúng ta chờ suốt một giờ. Người không biết như vậy rất không lễ phép sao? Thật có lỗi, bởi vì muốn chuẩn bị một ít gì đó, cho nên mới đến muộn. Dương Diệp nói, sở dĩ tới chậm là vì tối hôm qua hắn chế tác phù lục cả đêm, lần này đi trung vực, chuẩn bị thêm một ít phù lục siêu phẩm thì rất hữu dụng. Nhìn thấy Dương Diệp xin lỗi,
Lục Kiếm Giao dùng ánh mắt cổ quái nhìn Dương Diệp, gia hỏa này cũng biết xin lỗi. Chúng ta tiến về Loạn Ma Hải. Dương Diệp nói, hắn đã bàn giao công việc rõ ràng, hiện tại hắn thầm nghĩ mau chóng đuổi tới Trung Vực, bằng không chờ La Tuấn lấy được Kiền Khôn Đồ, chuyện này sẽ không ổn. Loạn Ma Hải ở cách phía đông cổ vực thành mấy vạn dặm. Lục Thủ cùng Lục Huấn là cường giả tôn giả cảnh, hai người tự nhiên có thể hư không lăng độ, mà Dương Diệp có Cửu U kiếm vũ, lại biết ngự kiếm thuật, tốc độ căn bản không kém hai người. Về phần Lục Kiếm Giao, nàng có phần chật vật, bởi vì huyền khí hóa cánh của nàng có tốc độ kém ba người Dương Diệp quá nhiều. Lục Thủ cùng Lục Huấn là cường giả tôn giả cảnh nhưng lộ trình mấy ngàn dặm, bảo hai người mang theo Lục Kiếm Giao cũng có thể, nhưng mà hai người cũng cực kỳ cố hết sức, bởi vì tiêu hao thật sự quá lớn. Dương Diệp không để cho hai người mang theo Lục Kiếm Giao, đối phương muốn đi theo ra ngoài, nếu như ngay chút khó như vậy cũng không ăn được, như vậy nàng quay về cổ vực thành đi. Tốc độ của ba người Dương Diệp càng lúc càng nhanh, mà tốc độ của Lục Kiếm Giao càng ngày càng chậm, rất nhanh, ba người Dương Diệp đã ném Lục Kiếm Giao lại sau lưng. Dương công tử, nếu không chờ thiếu thành chủ một lúc. Lục Thủ không nhịn được nói, bởi vì hắn phát hiện, Lục Kiếm Giao lúc này đã bay không nổi. Kỳ thật, nàng có thể càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp nói, nhưng mà nàng bị các ngươi làm hư, ta nghĩ lúc nàng tu luyện, có lẽ đều chưa bao giờ đạt tới cực hạn bản thân của nàng. Lục Thủ há hốc mồm, nhưng mà hắn không nói gì. Dương Diệp nói đúng, thiên phú của Lục Kiếm Giao vô cùng không tệ, bằng không thì nàng cũng không có khả năng lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa còn tăng kiếm ý lên thất trọng. Nhưng mà đúng như Dương Diệp nói, nàng tu luyện thuận buồm xuôi gió, căn bản chưa bao giờ gặp khó khăn gì. Nói đơn giản một chút chính là Lục Kiếm Giao chưa khai quật hết thiên phú của nàng thực bị mai một. Lục Thủ cùng Lục Huấn nhìn nhau, sau đó lắc đầu cười cười. Hiện tại hai người đã hiểu vì sao cảnh giới của Dương Diệp thấp hơn thiếu thành chủ nhưng thực lực lại mạnh hơn Lục Kiếm Giao. Bởi vì thực lực của Dương Diệp đều là từ chém giết cùng khổ tu mà có, loại thực lực này không thể giả ra được. Mà Lục Kiếm Giao, tuy hai người còn đang lo lắng Lục Kiếm Giao, nhưng bọn họ cũng không có giúp đỡ Lục Kiếm Giao. Sắc mặt Lục Kiếm Giao lúc này tái nhợt, trên gương mặt xinh đẹp đầy mồ hôi, huyền khí hóa cánh sau lưng nàng đã tiếp cận trong suốt, dường như nàng có thể phải dừng lại. Muốn nhìn ta bị chê cười sao? Muốn cười nhạo ta sao? Muốn ta cầu người hỗ trợ sao? Hừ, Lục Kiếm Giao ta có một chết cũng không để ngươi thực hiện được. Nhìn Dương Diệp đang thi triển Cửu U kiếm vũ, Lục Kiếm Giao cắn răng đuổi theo. Qua 3 giờ sau, Lục Kiếm Giao không chịu được nữa, hai cánh sau lưng nàng biến mất, thân thể cũng rơi từ trên cao xuống. Vào lúc nàng rơi xuống đất, một bóng đen hiện ra, Dương Diệp xuất hiện bên cạnh và vươn tay kéo đối phương vào ngực. Nhìn nữ tử sắc mặt trắng bệch trong ngực, Dương Diệp lắc đầu, nữ nhân này đúng là quật cường. Bàn tay dán vào phần bụng đối phương, huyền khí màu tím rót vào trong cơ thể Lục Kiếm Giao. Qua một lúc, sắc mặt Lục Kiếm Giao hồng nhuận phơn phớt, qua một lúc, Lục Kiếm Giao chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy Lục Kiếm Giao tỉnh lại, Dương Diệp buông tay ra, hắn lại bay đi. Ngươi! Lục Kiếm Giao trừng mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt như sắp phun lửa. Ít nói nhảm, nghỉ ngơi thật tốt, sau đó tiếp tục đi đường. Cũng bởi vì ngươi, chúng ta không thể không giảm bớt tốc độ, ngươi nên cảm thấy hổ thẹn, biết không? Dương Diệp nói. Ta, câm miệng, bằng không thì ta đánh ngươi một trận, ngươi tin hay không? Dương Diệp hung dữ lườm Lục Kiếm Giao. Một bên, Lục Thủ cùng Lục Huấn hai vẫn nhắm mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, dường như bọn họ không nhìn thấy cái gì. Hai người cảm thấy, cho Dương Diệp chỉ thiếu thành chủ cũng không phải chuyện xấu. Lục Kiếm Giao đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao sững sờ. Hắn thật muốn đánh chính mình. Một bên Lục Thủ cùng Lục Huấn hai người cũng là sửng sờ, thằng này đến thực. Rất nhanh, ba người không nghĩ như vậy. Vào thời khắc Dương Diệp động thủ, một bóng người quỷ dị đã xuất hiện sau lưng Lục Kiếm Giao, sau đó là một đạo hàn quang tấn công Lục Kiếm Giao. Lục Kiếm Giao cùng Lục Thủ và Lục Huấn khiếp sợ. Vào lúc hàn quang sắp tiếp cận Lục Kiếm Giao, Lục Kiếm Giao cảm thấy hoa mắt. Keng! Đạo hàn quang kia đánh vào lưng Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, làn da của hắn bị phá vỡ. Lúc trước quá gấp, hắn cũng không có thúc giục nhân hoàng giáp, đương nhiên,
hắn cũng không có ý định thúc giục nhân hoàng giáp, dù sao đây là việc tiêu hao quá nhiều huyền khí. Còn nữa, hắn rất tự tin vào thân thế của mình, nhưng mà hắn không nghĩ tới, đối phương tại phá vỡ phòng ngự của mình. A a. Đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh có hai tiếng hét thảm vang lên. Lục Kiếm Giao nghe tiếng nhìn theo, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chỉ thấy đầu của Lục Thủ cùng Lục Huấn lăn xuống đất, sau lưng bọn họ có hai người áo đen xuất hiện. Dương Diệp ôm Lục Kiếm Giao lui về phía sau 10 trượng, đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp xuất hiện một bóng người này cầm dao găm đâm vào phần gáy của Dương Diệp. Vào lúc bóng đen xuất hiện, Dương Diệp đã tránh né, hắn đấm ra một quyền về phía sau. Ngăn cản. Vào lúc hai bên tiếp xúc, dao găm bị Dương Diệp đánh bay, nắm tay Dương Diệp xuất hiện vết thương thật dài. Chung quanh Dương Diệp có 10 bóng đen đang đứng, chỉ giao thủ ngắn ngủi, Dương Diệp cũng đã xác định, những bóng người này đều là cường giả ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm. Đương nhiên, trọng yếu nhất là hắn nhận ra người trong đó, ví dụ như người trước mặt hắn không phải người khác, chính là Tiểu Hồng đã từng hợp tác với hắn. Nhóm sát thủ này là sát thủ của An gia, đây là chuyện rõ ràng. Dương Diệp thở dài một hơi, ôm Lục Kiếm Giao và nhìn Tiểu Hồng, nói. Thành Nam An gia, chờ, ngày khác ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Nói xong, Dương Diệp đạp mạnh xuống đất và thi triển thuấn thức vạn lý, thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Truy, không biết ai nói một câu, vô số bóng đen biến mất và đuổi theo Dương Diệp cùng Lục Kiếm Giao. Dương Diệp phải chạy, hơn 10 người cường giả tôn giả cảnh, đại đa số đều ngoài tôn giả cảnh ngũ phẩm, nhưng tất cả đều là sát thủ, hắn có thể không chạy sao? Không cần nghĩ Dương Diệp cũng biết, những sát thủ này nhất định đều là La Tuấn phái tới, hắn lại không nghĩ tới An gia cũng tham dự trong đó. Hận sao? Ngay từ đầu Dương Diệp có hận, dù sao hắn cũng có chút tình cảm với An Bích Như. Đối phương phải người tới giết hắn, hơn nữa còn đang giúp La Tuấn tới giết hắn. Lòng hắn sẽ không thoải mái. Nhưng mà hắn nhanh chóng nghĩ lại, An Bích Như làm như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao mọi người lúc ấy đã nói rõ sẽ là địch nhân của Dương Diệp. Nếu tất cả đều là địch nhân, đối phương muốn hắn chết, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chuyện này làm cho tình cảm của Dương Diệp với An Bích Như biến mất hoàn toàn, cũng làm cho hắn chính thức biết rõ bọn họ đã là địch nhân. Ngự kiếm thuật tăng thêm cửu u kiếm vũ còn có thần hành phù. Làm cho tốc độ của Dương Diệp đạt tới một loại trình độ cực kỳ khủng bố, cho nên, dù cho những sát thủ tôn giả cảnh kia có thể xé rách không gian, bọn họ vẫn không nhanh bằng Dương Diệp. Đương nhiên, Dương Diệp cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi đối phương, bởi vì Dương Diệp cảm giác được, những người kia cách hắn không xa. Tuy Dương Diệp biết rõ, từ lâu rồi, hắn bị đuổi kịp là chuyện sớm muộn. Nếu như không có năng lượng thạch siêu phẩm liên tục không ngừng khôi phục huyền khí, hắn đã bị đối phương đuổi theo. Ngay cả như vậy, hắn cũng không cách nào kiên trì bao lâu, dù sao cảnh giới song phương chênh lệch quá lớn, năng lượng thạch siêu phẩm cũng không phải vạn năng. Trầm ngâm một lát, Dương Diệp liếc mắt nhìn Lục Kiếm Giao trong ngực, trầm giọng nói. Chúng ta cách Loạn Ma Hải còn xa không? Hắn vốn không muốn cứu đối phương, dù sao hiện tại bản thân hắn cũng khó bảo vệ. Nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận đối phương, hắn không thể thấy chết mà không cứu được. Hắn hiện tại đang ở trong giai đoạn hợp tác với phủ thành chủ, nếu hắn thấy chết mà không cứu, từ đó làm cho nữ nhân này rơi vào trong tay đối phương, vậy thì thực có khả năng đẩy phủ thành chủ về phía La Tuấn. Cho nên, nữ nhân trước mắt tuyệt đối không thể rơi vào trong tay đối phương. Lúc này Lục Kiếm Giao vẫn ngây người, nàng không nghĩ tới, lúc trước đang khá tốt, vì sao trong nháy mắt đã chết đi hai người, mà các nàng còn bị một đám sát thủ tôn giả cảnh đuổi giết. Dùng tốc độ của ngươi bây giờ, còn có cả buổi lộ trình. Lục Kiếm Giao nói. Cả buổi sao? Dương Diệp cau mày, hắn khả năng chống đỡ không đến cả buổi. Hắn cảm giác được, đám người phía sau càng ngày càng gần, từ tình huống bây giờ mà nhìn, tối đa một giờ hắn sẽ bị đối phương đuổi theo. Chính ngươi chạy đi. Đúng lúc này, đột nhiên Lục Kiếm Giao nói. Dương Diệp sững sờ, hắn cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Lục Kiếm Giao, Lục Kiếm Giao nói. Bọn họ sẽ không giết ta, bọn họ sẽ bắt ta đi uy hiếp phụ thân ta, cho nên, ta sẽ không chết. Nếu như hai chúng ta cùng chạy, không ai có thể chạy thoát. Ngươi nói đúng, nhưng mà người có nghĩ tới, kể từ đó, phụ thân ngươi sẽ bị người khác khống trụ, nói cách khác, từ nay về sau phủ thành chủ của người sẽ thành nô lệ của người khác. Mà khi đó,
người cảm thấy La Tuấn sẽ buông tha ngươi sao? Hắn sẽ không, hắn sẽ quản chế ngươi, sau đó dùng người tới uy hiếp phụ thân người. Nói cách khác, người vĩnh viễn sẽ thành tù nhân của người khác, mà phụ thân ngươi cũng sẽ biến thành tay chân của người khác, hiểu chưa? Dương Diệp nói. Lục Kiếm Giao im lặng nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói. Ngươi sợ phủ thành chủ ngã về La Tuấn mới cứu ta. Ta nói ta thích người mới cứu ngươi, ngươi tin không? Dương Diệp nói. Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp, sau đó im lặng không nói lời nào. Qua một lúc, khoảng cách hai bên càng lúc càng gần, mà Dương Diệp càng nhíu mày chặt hơn trước. Hiện tại hắn đã tăng tốc độ tới mức tận cùng, hắn lại không thể thoát khỏi đối phương, việc này làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Cảnh giới của hắn quá thấp, nếu như hắn là tôn giả cảnh, đừng nói thoát khỏi đối phương, giết mấy người của đối phương cũng có thể. Giết không tha, hai. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ là linh giả cảnh, không có rất nhiều đạo khí, nhưng hắn cũng khó phát huy toàn bộ uy lực của đạo khí. Hắn ngược lại muốn thi triển bí pháp kia lần nữa, nhưng mà kiếm linh lại không đồng ý. Bởi vì kiếm linh nói, nếu hắn cưỡng ép dùng bí pháp tăng lên thực lực, hắn không phải chỉ mất đi cảnh giới đơn giản như vậy. Khi đó vô cùng có khả năng sẽ làm hắn cả đời không bước vào hoàng giả cảnh, thậm chí có thể chết ngay lập tức. Cho dù là bí pháp gì cũng có tác dụng phụ, kiếm linh bí pháp cũng không ngoại lệ. Cho nên, không đến lúc sống chết trước mắt, Dương Diệp sẽ không dễ dàng dùng bí pháp. Tuy hắn cảm thấy kiếm linh có thể đang hù dọa hắn, nhưng mà hắn cũng không muốn câm tương lai của mình ra đánh cược. Trong ngực Dương Diệp, Lục Kiếm Giao nhìn Dương Diệp không thể nói là đẹp trai, nhưng khó có thể phủ nhận, Dương Diệp vô cùng hấp dẫn người khác. Phải nói nam nhân có thực lực đều có lực hấp dẫn. Dương Diệp là linh giả cảnh, nhưng hắn có thể chém giết tôn giả cảnh, hơn nữa còn có thể thoát khỏi tay của hơn 10 tên sát thủ tôn giả cảnh. Đối mặt hơn 10 người sát thủ tôn giả cảnh, tuy Dương Diệp là linh giả cảnh nhưng hắn không sợ hãi, chỉ bằng phần gan dạ sáng suốt này, trong linh giả cảnh không có bao nhiêu người có thể bằng được. Ít nhất nàng làm không được, bởi vì nàng phi thường rõ ràng chênh lệch giữa tôn giả cảnh cùng linh giả cảnh, cũng chính bởi vì như thế, lúc này nàng mới bội phục Dương Diệp. Nhưng Dương Diệp thật sự quá vô lễ, bởi vì Dương Diệp lúc này không biết là cố ý hay vô tình, hai tay đã đặt đúng bờ mông của nàng. Nàng giãy giụa vài cái nhưng lại làm cho Dương Diệp ôm càng chặt. Cố tình muốn nhắc nhở nhưng nàng không mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Dương Diệp. Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp vui vẻ, bởi vì cách hắn không xa là sơn mạch. Hắn là bia ngắm sống trên bầu trời, đối phương muốn tìm được hắn thật sự quá mức dễ dàng. Nhưng tiến vào rừng rậm, vậy hắn có tiểu tuyền qua che giấu khí tức, đối phương muốn bắt hắn sẽ không đơn giản như vậy. Thậm chí hắn có thể chém giết đối phương. Nghĩ đến liền làm, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành tia sáng bay vào trong sơn mạch. Sau khi hạ xuống, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Qua vài giây, 10 bóng đen đã đi tới vị trí Dương Diệp đứng lúc trước. Một người trong đó nói. Mọi người chia nhau tìm. Không thể. Tiểu Hồng nói. Vài tên áo đen cảm thấy khó hiểu nhìn Tiểu Hồng. Tiểu Hồng nói. Thực lực của hắn rất mạnh. Hơn nữa lại có thể che giấu khí tức, nếu chúng ta tách ra, hắn có khả năng lợi dụng việc này. Đối với Dương Diệp, nàng cũng biết rõ ràng, dù sao nàng ở chung cùng Dương Diệp một thời gian ngắn. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới không dám xem nhẹ Dương Diệp, bởi vì thực lực của Dương Diệp thật có thể chém giết tôn giả cảnh. Lợi dụng thời cơ, một tên áo đen cười lạnh nói. Chỉ là linh giả cảnh mà thôi, tuy hắn mạnh hơn linh giả cảnh rất nhiều. Tốc độ cũng không yếu hơn tôn giả cảnh, nhưng mà các hạ nói hắn có thể giết chúng ta, như vậy ngươi quá đề cao hắn mà coi thường chúng ta. Bọn họ đều là sát thủ, hơn nữa còn là sát thủ tôn giả cảnh, nói bọn họ sẽ bị một gã linh giả cảnh chém giết, chẳng phải đang sỉ nhục bọn họ hay sao? Cho nên, người áo đen này trả lời rất lạnh lùng. Tiểu Hồng cau mày, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Nơi này có 10 tên sát thủ tôn giả cảnh, trong đó 5 tên là An Gia. 5 người khác là do La Tuấn phái tới, căn bản không bị nàng quản. Tiểu Hồng còn muốn nói điều gì, nhưng 5 tên sát thủ tôn giả cảnh khác đã biến mất và phân tán ra chung quanh. Thấy thế, Tiểu Hồng lắc đầu, sau đó nói. Chúng ta đi cùng nhau, không được tách ra, nếu gặp được Dương Diệp. Nói đến đây, Tiểu Hồng chần chờ, sau đó nói. Không được lưu thủ, giết không tha.
Trốn, 1. Sau khi tiến vào rừng rậm, Dương Diệp không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn, mà hắn và Lục Kiếm Dao ẩn tàng dưới đất, hắn lựa chọn che giấu trong một cái hố gần đó, cái hố không lớn, phải nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai người nằm, thế cho nên hai người vừa tiến vào hố sẽ dính sát vào nhau, từ đó song phương còn có chút xấu hổ, đặc biệt là Lục Kiếm Dao, sắc mặt của nàng không tốt, nàng đều cho rằng đây là Dương Diệp cố ý. Lúc này Dương Diệp sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, 10 tên cường giả tôn giả cảnh đuổi giết hắn, hắn làm sao có thời giờ suy nghĩ khác. Hắn cũng không phải là người bị nửa người dưới quyết định. Hắn nghĩ cách giết đối phương, nhưng việc này không thực tế. Bởi vì đối phương đều là tôn giả cảnh, trừ phi hắn có thể một kích chém giết, nhưng lại cần đối phương chỉ có một người, bởi vì nếu có vượt qua hai người, hắn muốn một kích miểu sát hai người không tới 2 giây, những người kia có thể đuổi tới. Phải biết rằng, bọn họ đều có thể xé rách không gian. Còn nữa, lúc này bên cạnh hắn còn có một vướng víu. Cho nên, tình huống của hắn lúc này không lạc quan. Cúi đầu liếc mắt nhìn Lục Kiếm Dao, trong nội tâm Dương Diệp rất bất đắc dĩ, nếu như không có nữ nhân này, áp lực của hắn sẽ nhẹ hơn nhiều. Nhưng mà có nữ nhân này, hắn không cách nào tùy tâm sở dục. Không, hắn không thể bỏ nữ nhân này lại, cũng không phải hắn không bỏ được, mà là không thể bỏ. Lúc này người ủng hộ La Tuấn đã rất nhiều, nếu như ngay cả phủ thành chủ cũng đảo hướng sang hắn, tình huống nam vực thật không ổn. Cho nên, cho dù như thế nào cũng không thể để cho nữ nhân này rơi vào trong tay của La Tuấn. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, hắn không kìm lòng được kéo Lục Kiếm Dao vào trong ngực của mình. Sắc mặt Lục Kiếm Dao đỏ bừng, nhưng mà nàng cũng phát hiện cái gì, lập tức xấu hổ trừng Dương Diệp, nàng không nói gì. Hai tên áo đen đi tới chỗ hai người Dương Diệp ẩn thân không xa. Kỳ quái, tại sao khí tức kiếm hoàng biến mất hoàn toàn? Một gã áo đen nói. Người này thực lực bất phàm, cho dù là những oát con tu la doanh cũng kém hơn hắn. Khó trách nhân chủ lại điều chúng ta tới đối phó hắn, ngay từ đầu lão phu còn có chút khó hiểu, giết một linh giả cảnh mà thôi, còn cần ta ra tay sao? Nhưng mà hiện tại xem ra, nhân chủ quyết định rất đúng. Tôn giả cảnh thật sự không thể giết hắn. Một người áo đen nói. Người này hiện tại chỉ là linh giả cảnh, nhưng hắn đã có thực lực như thế, nếu để cho hắn đạt tới tôn giả cảnh, chỉ sợ ta và ngươi cũng không thể làm gì được hắn. Cho nên, người này nhất định phải trừ, bằng không thì tương lai nhất định sẽ là đại địch của nhân chủ. Nói đúng, có lẽ hắn chạy không xa, chúng ta bây giờ đuổi theo còn kịp. Hai người lập tức biến mất. Trong hầm, Dương Diệp cau mày. Thần sắc của hắn cũng không bình tĩnh. Lục Kiếm Dao nghe được hai người rời đi, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng sắc mặt Dương Diệp trước mặt thay đổi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, Dương Diệp trực tiếp hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng, làm cho nàng muốn nói lại không thể nói. Đầu óc của Lục Kiếm Dao trống rỗng, hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn nàng, nhưng trong mắt Dương Diệp lại tràn đầy lửa giận. Lục Kiếm Dao muốn phản kháng, nhưng lại bị Dương Diệp ngăn cản, nàng không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể mặc cho Dương Diệp hôn nàng mà thôi. Qua một lúc, ngay vào lúc Lục Kiếm Dao chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, đột nhiên lại có giọng nói của hai người kia vang lên. Xem ra hắn không có ở nơi này. Thật quái, chẳng lẽ hắn bốc hơi hay sao? Bất kể như thế nào, nhất định phải giết người này, đi, chúng ta chia nhau đi tìm. Hai người biến mất lần nữa. Dương Diệp cũng buông bờ môi của Lục Kiếm Dao ra, hắn lạnh lùng nhìn Lục Kiếm Dao, suýt nữa hắn bị nữ nhân này hại. Nữ nhân này đúng là thành sự không có bại sự có dư. Thật có lỗi. Lục Kiếm Dao lúc này biệt khuất, bị chiếm tiện nghi là nàng, nhưng mà nàng vẫn phải xin lỗi. Nàng cũng biết, nếu lúc trước nếu không có Dương Diệp ngăn cản nàng, hai người bọn họ đã xong rồi. Đặc biệt là nàng, Dương Diệp có khả năng chạy trốn được, nhưng mà nàng nhất định sẽ bị đối phương bắt. Dương Diệp ôm thân thể Lục Kiếm Dao, hắn bước ra khỏi mặt đất. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói. Lục cô nương, ngươi cũng nhìn thấy tình cảnh chúng ta lập tức, nếu như tiếp tục mang theo ngươi, như lời ngươi nói, hai chúng ta ai cũng chạy không thoát. Nhưng mà bỏ mặc ngươi, nói thực ra, ta lại làm không được, dù sao hiện tại ta với phụ thân ngươi cũng đang trong giai đoạn hợp tác. Nói đi, ta muốn làm như thế nào? Lục Kiếm Dao nói, nàng biết rõ. Dương Diệp nhất định có biện pháp nào đó. Không cần làm cái gì, chỉ muốn Lục cô nương ủy khuất một chút.
Dương Diệp vung tay phải kên, vỏ cổ kiếm xuất hiện, nói. Trong này tự thành không gian, có thể che giấu người sống, hy vọng Lục cô nương ủy khuất một chút, tiến vào bên trong. Ta có được lựa chọn sao? Lục kiếm giao nhìn Dương Diệp, trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Không có lựa chọn. Dương Diệp thu liếm nụ cười, vỏ kiếm phát ra ánh sáng, lục kiếm giao bị kiếm linh thu vào trong vỏ kiếm. Không có lục kiếm giao vướng víu, toàn thân Dương Diệp nhẹ nhõm hơn rất nhiều, kỳ thật hắn sớm nên thu đối phương vào cỏ kiếm, nhưng mà hắn sợ lục kiếm giao cự tuyệt. Nếu như đối phương cự tuyệt, hơn nữa phản kháng, dùng tình huống lúc nãy mà nhìn, không thể nghi ngờ là xảy ra chuyện xấu. Tình cảnh của bọn họ hiện tại không tốt, nếu mang theo lục kiếm giao, đúng như lời hắn nói, cả hai sẽ xong đời. Cho nên, cho dù lục kiếm giao cự tuyệt, hắn cũng muốn cưỡng chế động thủ thu đối phương vào vỏ kiếm. Khá tốt, lục kiếm giao rất hợp tác, bằng không chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Cổ tay khẽ động, hộp kiếm màu xanh da trời xuất hiện trên lưng Dương Diệp, cổ tay khẽ đảo, thuấn không kiếm xuất hiện trong tay, dường như còn chưa đủ, Dương Diệp lại móc ra một tấm phù lục, cũng bất kể là phù lục gì, sau đó tất cả đều đập lên người của mình. Sau khi làm xong tất cả, Dương Diệp lại lấy phước tiên thẳng ra quân lên cánh tay. Lần này hắn đối mặt với sát thủ tôn giả cảnh tinh nhuệ, hắn không dám có chút chủ quan, bởi vì gây chuyện không tốt, hắn cũng sẽ bị vây công. Một khi bị đối phương quấn lấy, hắn rất khó thoát khỏi lần nữa. Đối phương cũng không ngốc, làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn lần thứ hai. Cho nên, nếu như hắn ra tay, nhất định phải nhất kích tất sát, bằng không thì hậu hoạn vô cùng. Sau khi chuẩn bị xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Trung vực. Vì cái gì? Trong một gian phòng, An Bích như nhìn nữ tử áo đen trước mặt nàng, thì ra là cô nàng, trầm giọng hỏi. Sau khi đi vào trung vực, nàng mới phát hiện, một ít sát thủ của An gia rời khỏi An gia, chẳng biết đi đâu. Sau khi nàng điều tra, nàng biết được, mục tiêu của những sát thủ lần này lại là đi ám sát Dương Diệp. Mà người hạ lệnh là cô. Vốn cô cũng tán thành ngươi ở cùng một chỗ với hắn, nhưng mà hiện tại, các ngươi không có khả năng. Nhân hoàng quật khởi, nhất thống đại lục, thế không thể đỡ, mà hắn lại kết thù với nhân hoàng, nếu các ngươi ở cùng với nhau, tất nhiên sẽ làm cho cả An gia thành Nam chống lại nhân hoàng, nếu quả thật như vậy, khi đó An gia thành Nam sẽ xong đời. Cho nên, bất kể vì ngươi vì An gia, hắn đều phải chết. Nữ tử áo đen nói. An Bích như lắc đầu, nói. Cô, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như thế, với tính tình của hắn sẽ cực hận An gia. Với tính tình của hắn, một khi nổi giận, hắn có thể làm ra mọi việc. Ngươi làm như vậy, không chỉ có không thể mang tới chỗ tốt cho An gia chúng ta, ngược lại sẽ mang tới một đại địch cho An gia. Chúng ta và hắn đã là địch nhân, không phải sao? Nữ tử áo đen nói. An Bích như nói. Không giống, ban đầu ta đứng về phía La Tuấn, trong lòng của hắn có lẽ có chút bất mãn, nhưng mà hắn sẽ thông cảm, bởi vì mọi người chỉ vì lập trường bất đồng. Nhưng mà hiện tại, chúng ta chủ động phái người đi giết hắn, cũng chẳng khác nào nói cho hắn biết, chúng ta là tử địch chân chính của hắn, chúng ta chính thức đứng bên phía La Tuấn, dùng tính tình của hắn, một khi nghĩ như vậy An gia ta ngày sau tất nhiên sẽ bị hắn trả thù điên cuồng. Hiện nay cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với hắn, trong tôn giả cảnh, có thể giết hắn thật sự ít càng thêm ít, ngươi hiểu chưa? Hắn chỉ là linh giả cảnh mà thôi. Nữ tử áo đen nói. An Bích như lắc đầu, nói. Bách Hoa Cung cũng có suy nghĩ như cô, cho nên Bách Hoa Cung mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Mặc dù hắn chỉ là linh giả cảnh, nhưng mà hắn lúc này có quan hệ tới phơi ích rất nhiều thế lực, không nói cái khác, Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc, còn có Kiếm Tông, còn có Hiểu Gia ở Đế Đô đứng về phía hắn, còn có Yêu Vực Yêu Hoàng. Tóm lại, những thế lực này một khi chính thức tiên hợp, cho dù là đỉnh Hán Đế Quốc cũng không dám khinh thường. Nói đến đây, An Bích như tại nói. Còn một điều, hắn chính là kiếm hoàng. Cô cũng biết rõ thiên phú của hắn, một khi hắn phát triển, chỉ sợ nhân hoàng cũng phải kiêng kỵ hắn. Năm đó Kiếm Tông tổ sư bộc phát uy thế quá mạnh, cho dù trải qua vạn năm, nhưng mà đỉnh Hán Đế Quốc cũng không quên. Hắn cũng đã nói chúng ta là tử địch, không phải sao? Nữ tử áo đen nói. An Bích như nói. Tuy hắn nói thế nhưng ta tin tưởng. Khi đó hắn chỉ nhằm vào La Tuấn. Nhưng mà hiện tại,
An gia phái người đuổi theo giết hắn, hắn nhắm vào không chỉ là La Tuấn. Nói đến đây, An Bích như cười đau khổ, nói. Một khi hắn nổi điên, không quan tâm, An gia ta nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Cô, lần này ngươi làm việc đã mang An gia ra ngăn cản thù hận của La Tuấn. 10 tên sát thủ tôn giả cảnh, trong đó có 3 người tôn giả cảnh ngũ phẩm, 2 người tôn giả cảnh lục phẩm, loại này đội hình, hắn không thể đào thoát. Nữ tử áo đen nói. Bọn họ giết không được hắn. An Bích Như khẳng định nói. Nữ tử áo đen nhìn An Bích Như, sau đó nói. Nhà đầu, người trung thực nói cho cô biết, người hy vọng hắn chết hay hy vọng hắn sống. An Bích Như khẽ giật mình, trong phòng im lặng. Thấy thế, nữ tử áo đen khẽ thở dài, quay người đi ra ngoài. Cô làm gì? Gọi đám người tiểu hồng trở lại. Không cần, đã không kịp. Đánh chết, một. Trong sơn mạch, Dương Diệp giống như bốc hơi, hắn biến mất hoàn toàn. 10 tên áo đen tụ tập cùng một chỗ. Ra khỏi phiến sơn mạch này chính là bình nguyên mênh mông, cho nên, có lẽ hắn đang ở trong sơn mạch, chúng ta dò xét từng nơi. Một gã sát thủ tôn giả cảnh lục phẩm trung vực trầm giọng nói. Chẳng phải chúng ta sẽ tách ra sao? Tiểu Hồng cau mày nói. Tên tôn giả cảnh lục phẩm lạnh lùng nhìn Tiểu Hồng, nói. Nếu như An gia các ngươi sợ một huyền giả linh giả cảnh, các ngươi có thể tổ hợp với nhau, chúng ta không sợ. Nói xong, 5 tên áo đen phân tán ra các hướng khác nhau. Tại chỗ, sắc mặt đám người Tiểu Hồng khó coi, đều là sát thủ, người ta không sợ, các nàng lại kiêng kỵ một huyền giả linh giả cảnh, cần 5 người tổ hợp thành một đội. Nói thực ra, chính nàng cũng cảm thấy hơi không xong, nhưng mà nàng biết rõ Dương Diệp khủng bố, loại người này, một khi không cẩn thận sẽ vẫn lạc. Trầm mặc nửa ngày, Tiểu Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói. Tách ra tìm kiếm, một khi gặp được hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước thông chi mọi người. 4 người BCN cạnh Tiểu Hồng gật đầu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Hồng không rời đi, vào lúc này, trong tràng dị biến nổi lên. Một sợi dây thừng màu vàng xuyên qua không gian và xuất hiện trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng khiếp sợ. Phản ứng không chậm, chủy thủ trong tay Tiểu Hồng chém mạnh vào dây thừng bay ngược về phía sau. Mà lúc này, đồng tử của Tiểu Hồng co rụt lại, bởi vì 4 đạo kiếm quang dùng tốc độ hắn không thể tránh né bắn tới trước mặt nàng. Đạo khí, 4 chuôi đạo khí. Chỉ cần nhìn, Tiểu Hồng đã thấy rõ phẩm giai 4 chuôi kiếm. Tiểu Hồng nào dám chủ quan. Đang chuẩn bị ra tay, nhưng lúc này có giọng nói của Dương Diệp vang lên. Thuấn tức vạn lý. Chỉ trong nháy mắt, Dương Diệp đã xuất hiện trước mặt Tiểu Hồng. Nhìn Tiểu Hồng, khóe miệng Dương Diệp lộ ra nụ cười dữ tợn. Trong nội tâm Tiểu Hồng kinh ngạc, nàng đang chuẩn bị thi triển không gian độn pháp rời khỏi Dương Diệp. Dương Diệp lại đạp mạnh xuống đất, quát. Kiếm chi lĩnh vực. Một lực lượng vô hình ngăn chặn Tiểu Hồng, sắc mặt Tiểu Hồng trắng bệch. 4 thanh đạo khí bay vào trong kiếm vực của Dương Diệp, tuy không phát động công kích nhắm vào Tiểu Hồng nhưng nó tại vây quanh Tiểu Hồng, làm cho Tiểu Hồng không dám nhúc nhích. Dương Diệp, Tiểu Hồng làm như muốn nói cái gì, nhưng mà Dương Diệp lại lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, 4 chuôi kiếm hóa thành 4 đạo kiếm. Quang đâm xuyên qua thân thể Tiểu Hồng mở to mắt không cam lòng, nàng vốn cho rằng Dương Diệp sẽ không giết nàng, dù sao mọi người trước kia vẫn còn có chút giao tình. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, Dương Diệp lại không cho nàng cơ hội nói chuyện. Liếc mắt nhìn thi thể Tiểu Hồng, trong mắt Dương Diệp không có nửa phần chấn động. Nói thực ra, lúc trước hắn vẫn còn có chút do dự có nên giết nữ nhân này hay không, dù sao bọn họ đã hợp tác qua, bao nhiêu cũng có chút tình nghĩa. Nhưng mà nghĩ đến đây nữ nhân này lần thứ nhất không lưu tình ra tay với hắn, Dương Diệp đã không có nửa phần do dự. Hắn không phải người lấy oán trả ơn. Ai muốn cho hắn chết, hắn sẽ giết ai, cho dù là An Bích Như cũng không ngoại lệ, càng đừng nói nữ nhân này. Hắn vung tay phải lên, hắn thu thi thể Tiểu Hồng vào vỏ kiếm. Tuy Tiểu Hồng bị hắn chu sát, nhưng mà nữ nhân này thực lực không tệ, nếu như không phải hắn vận dụng 5 loại đạo khí, lại tăng thêm kiếm vực xuất kỳ bất ý, hắn muốn giết đối phương cũng khó khăn. Loại người này, thích hợp dùng để chế tác kiếm nô. Quét mắt nhìn chung quanh. Dương Diệp xuất ra một khối năng lượng thạch siêu phẩm đặt trong ngực, sau đó thân hình khẽ động, hắn biến mất tại chỗ. Nếu như không có năng lượng thạch siêu phẩm, đánh chết hắn cũng không dám một lần thúc dục 5 loại đạo khí, phải biết rằng, vừa rồi thúc dục 5 loại đạo khí,
hắn suýt nữa bị hút thành người khô. Hiện tại chính mình vẫn còn quá yếu. Trong không khí còn vọng lại giọng nói của Dương Diệp. Trung vực. Hồn bài của Tiểu Hồng đã cháy, nàng chết. Đánh chết, hai. Nữ tử áo đen trầm giọng nói. An Bích Như trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Xem ra hắn đã chính thức cho rằng An gia là tử địch, bằng không thì, hắn sẽ không niệm tình cũ như thế. Có nên tiếp tục phái người đến không? Nữ tử áo đen nói. An Bích Như liếc mắt nhìn nữ tử áo đen, sau đó nói. Cô, kể từ hôm nay, người đừng nhúng tay vào việc An gia nữa. Cũng không nên nhúng tay vào việc của hắn, nếu như cô làm không được, Bích Như thỉnh cô rời An gia đi. Nữ tử áo đen biến sắc, sau đó nàng cười khổ, giờ phút này, nàng sao không hiểu ý của An Bích Như. Bích Như, vì hắn, chẳng lẽ ngươi không cần cô sao? Nữ tử áo đen nói. An Bích Như đứng dậy, chậm rãi đi ra cửa, lúc đi tới cửa, nàng dừng bước và nói. Chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ sao? Ngươi một mình phái người đi giết hắn, trừ thu thù hận với hắn ra, ngươi mang tới chỗ tốt nào cho An gia thành Nam hay không? Không có lợi, không chỉ không có chỗ tốt nào, còn làm cho tình cảm ngày xưa của An gia và hắn tan thành mây khói. Ta biết rõ, cô khẳng định cho rằng An gia thế đại, không sợ hắn trả thù, nhưng mà, vốn chúng ta không cần lo lắng hắn trả thù, hơn nữa có tình cảm ngày xưa, An gia chúng ta còn có đường lui, nhưng mà hiện tại, toàn bộ không có. Nói xong, An Bích Như hít sâu một hơi, lại nói. Bảo những người còn lại trở về, không nên hy sinh vô ích. Chấm. Trong huyệt động, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đấy, ở trước mặt hắn chính là Mạc Khinh Ngữ và Mục Quân. Mạc Khinh Ngữ đã đạt tới linh giả cảnh tam phẩm, mà Mục Quân cũng đạt tới linh giả cảnh tứ phẩm. Nhưng mà đối với Dương Diệp mà nói, thực lực hai kiếm nô này vẫn còn quá thấp, đối mặt huyền giả cùng giai, hai kiếm nô này nhất định có thể đủ quét ngang. Nhưng mà đối mặt tôn giả cảnh, hai kiếm nô này không đủ nhìn. Tuy Dương Diệp vẫn không muốn buông tha, bởi vì tiềm lực của hai kiếm nô này cực lớn, một khi hai người tấn thăng đến tôn giả cảnh, thực lực hai người kia tất nhiên sẽ mạnh hơn tôn giả cảnh rất nhiều. Trầm ngâm một hồi, Dương Diệp vung tay lên, cũng thu hai người này vào bên trong tiểu tuyển qua. Bên trong tiểu tuyển qua linh khí sung túc, dùng thiên phú hai người, ở trong đó nhất định có thể gia tăng thực lực nhanh chóng. Sau khi thu hai người vào tiểu tuyển qua, Dương Diệp lại giao thi thể của Tiểu Hồng cho kiếm linh. Một kiếm nô sát thủ tôn giả cảnh, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, tuy làm như vậy có chút mạo hiểm, dù sao hắn hiện tại còn kém tôn giả cảnh, không nhất định có thể khống chế kiếm nô tôn giả cảnh, nhưng mà đáng giá hắn thử một lần. Sau khi làm xong mọi việc, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, hắn xuất ra hai khối năng lượng thạch siêu phẩm đặt trong ngực, sau đó bắt đầu tu luyện. Cảnh giới của hắn quá thấp. Nếu như không phải dựa vào tiểu tuyển qua, hắn căn bản không cách nào chống cự tôn giả cảnh. Hắn sở dĩ có thể chém giết tôn giả cảnh là vì hắn có thể thúc dục đạo khí, nhưng lại có thể phát huy ra một ít uy lực của đạo khí. Nhưng nếu như đổi thành huyền giả linh giả cảnh khác, cho dù là An Nam Tĩnh, chỉ sợ cũng không thể dùng đạo khí như hắn. Dù sao huyền khí của linh giả cảnh chứa đựng số lượng quá ít, cho dù là một ít yêu nghiệt bởi vì công pháp nên huyền khí nhiều hơn người khác. Nhưng có thể nhiều hơn bao nhiêu. Cho nên, thực lực Dương Diệp kỳ thật chủ yếu nguồn gốc tới từ tiểu tuyển qua. Chỉ có tiểu tuyển qua tăng lên, thực lực của hắn mới có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Mà muốn tăng lên tiểu tuyển qua, hắn chỉ có cố gắng tu luyện, bởi vì chỉ có hắn tăng lên cảnh giới, tiểu tuyển qua mới có thể tăng lên. Trong vài ngày kế tiếp, Dương Diệp trừ tu luyện mỗi ngày, hắn cũng đi ra ngoài dạo chơi, nhìn xem có thể giết sát thủ tôn giả cảnh hay không. Hắn gặp qua hai người, Dương Diệp không dám động thủ, bởi vì hai người tuy lạc đàn, nhưng mà lại là tôn giả cảnh ngũ phẩm cùng tôn giả cảnh lục phẩm. Loại cường giả cấp bậc này, hắn thật sự không có nắm chắc có thể miểu sát đối phương. Không, phải nói hắn thật sự không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Hắn hiện tại chỉ là linh giả cảnh, không phải tôn giả cảnh. Nếu như hắn đạt tới tôn giả cảnh, có lẽ còn có thể thử xem, nhưng mà hiện tại chỉ là linh giả cảnh. Hắn thật sự không muốn đi tìm đường chết. Trời tối lặng lẽ hàng lâm, bóng tối bao phủ toàn bộ sơn mạch. Trong động, Dương Diệp mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia vui mừng, bởi vì trải qua mấy ngày không ngừng tu luyện, hắn hiện tại đã tấn thăng đến linh giả cảnh nhị phẩm,
càng làm cho hắn vui mừng phát hiện huyền khí chỉ trong tiểu tuyền qua đã lớn hơn trước vài phần. Không chỉ có như thế, không gian tiểu tuyền qua cũng tăng lên rất nhiều. Làm cho Dương Diệp khiếp sợ ngoài ý muốn là, Mạc Khinh Ngữ cùng Mục Quân lại tấn chức, Mạc Khinh Ngữ lúc này đã tấn thăng đến linh giả cảnh tứ phẩm, mà Mục Quân cũng tấn thăng đến ngũ phẩm, hơn nữa nhìn khí tức hai người tỏa ra, hai người này tấn chức thật nhanh. Thật biến thái. Dương Diệp cảm thấy khóe miệng co giật, đương nhiên hắn biết rõ đây nhất định là công lao của tiểu tuyền qua, tiểu tuyền qua lúc này có linh khí trong động phủ Bạch Long, quả thực là một động thiên phúc địa, linh khí bên trong đã nhiều tới mức hóa thành thực chất, tu luyện ở loại địa phương này, cho dù là con lợn cũng có thể hóa thành hình người. Dương Diệp cảm thấy ghen ghét, cũng có chút buồn bực, bởi vì hắn không cách nào tu luyện bên trong tiểu tuyền qua, bất cứ kẻ nào cũng có thể, chính hắn không thể. Bởi vì hắn mình không thể tiến vào tiểu tuyền qua. Nếu như hắn có thể tiến vào bên trong tiểu tuyền qua tu luyện, với thiên phú của hắn, hắn dễ dàng đột phá tôn giả cảnh, căn bản không cần bao lâu, nhưng mà hắn không thể. Lắc đầu, Dương Diệp không suy nghĩ việc phiền muộn này. Tay phải vùng yên, kiếm linh xuất hiện trong động, vào lúc kiếm linh xuất hiện, còn có tiểu hồng. Đương nhiên, tiểu hồng lúc này đã là kiếm nô. Nhìn tiểu hồng trước mắt, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó hồn. Niệm chui vào trong mi tâm tiểu hồng. Hắn hiện tại cần làm chính là thu phục kiếm nô, làm cho linh hồn in vào ấn ký của kiếm nô. Nếu như thành công, như vậy đại biểu hắn có tay chân siêu cấp. Nếu như thất bại, Dương Diệp không muốn nghĩ tới thất bại. Thời gian không ngừng trôi qua, sắc mặt của Dương Diệp dần dần tái nhợt. Thu phục kiếm nô tôn giả cảnh còn khó hơn hắn tưởng tượng. Bởi vì tôn giả cảnh linh hồn cùng ý chí không phải huyền giả linh giải cảnh có thể so sánh được. Tuy lúc này tiểu hồng chỉ là khôi lỗi không có chú ý chủ quan, hành vi phản kháng của nàng cũng chỉ là hành vi tiềm thức, mà không phải có ý thức phản kháng, cho nên, tuy có thể tạo thành phiền toái cho Dương Diệp nhưng vấn đề cũng không lớn. Một giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngồi xuống đất, mà tiểu hồng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tịch mịch không có một chút sắc thái. Tiểu hồng chậm rãi đi đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó quỳ trước mặt Dương Diệp, cung kính nói. Bái kiến kiếm chủ. Dương Diệp tươi cười vui vẻ, tuy quá trình có chút gian nan, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn thành công. Từ giờ trở đi, hắn tương đương với có tay chân tôn giả cảnh tam phẩm. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất là Dương Diệp nhìn thấy hy vọng, nếu hắn hiện tại đã có thể thu phục huyền gia tôn giả cảnh, vậy hắn tự nhiên có thể thu phục thêm tay chân tôn giả cảnh. Tốt nhất là nuôi một nhóm lớn tay chân tôn giả cảnh. Nửa ngày sau, Dương Diệp khôi phục huyền khí, sau đó mang hộp kiếm trên lưng và cùng Tiểu Hồng đi ra huyệt động. Hắn biết rõ, những người đuổi giết hắn chưa rời đi, bởi vì thường cách. Một đoạn thời gian, hắn ở trong huyệt động cảm nhận được có người đang dò xét. Đột nhiên, trên bầu trời xa xa xuất hiện một bóng đen lướt qua. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Hồng. Dương Diệp cười quỷ dị, hiện tại, những người kia còn không biết Tiểu Hồng đã không phải Tiểu Hồng trước kia. Thân thể Dương Diệp biến mất, chỉ còn lưu lại Tiểu Hồng. Rất nhanh, người kia xuất hiện đối diện với Tiểu Hồng. Vì sao ngươi còn ở lại nơi này? Người tới khó hiểu nhìn Tiểu Hồng, vài ngày trước đó, không biết tại sao An Gia đột nhiên hạ mệnh lệnh bảo những sát thủ An Gia rời đi. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Hồng vẫn còn chưa đi. Ta phát hiện tung tích của hắn. Đột nhiên Tiểu Hồng nói. À, sắc mặt người tới rất vui vẻ, nói. Ở đâu? Năm người bọn họ gần như đã tìm khắp phiến sơn mạch này một lần, nhưng mà đều không có phát hiện hành tung của Dương Diệp. Mấy ngày qua, bọn họ đã sắp nổi giận. Ở đây. Đột nhiên, tay phải của Tiểu Hồng nắm chắc người áo đen kia, quát. Không gian tù lung. Không gian chung quanh người áo đen cứng lại, sắc mặt người áo đen thay đổi, hắn quát. Người làm cái gì? Nói xong, hắn đang chuẩn bị phá vỡ không gian tù lung, mà đúng lúc này, một sợi dây thừng màu vàng xuyên thấu không gian, trực tiếp quấn lên người của hắn, huyền khí trong người của người áo đen trì trệ, người áo đen kinh hãi gần chết, quát. Người đang làm cái gì, không sợ đỉnh Hán đế quốc điên cuồng trả thù sao? Mau thả ta ra. Một tia sáng lóe lên, giọng nói của người áo đen dừng lại. Hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn ngực của mình. Lúc này trên ngực hắn xuất hiện một cái kiếm động, nếu như chỉ là một kiếm động, hắn không quan tâm loại thương thế này, nhưng vấn đề là trong kiếm động còn có một đám kiếm ý tùy ý phá hư.
Qua 2 giây sau, ngũ tạng trong người hắn bị kiếm ý phá tan nát. Rất nhanh, ánh mắt người này ảm đạm. Dương Diệp xuất hiện trước mặt người áo đen, phải tay khẽ vẫy, Phược Tiên Thắng bay lên cánh tay của hắn. Liếc mắt nhìn Phước Tiến Thắng, Dương Diệp mỉm cười, đây là thứ tốt, tôn giả cảnh cũng không thể dẫy dụa thoát ra được. Đương nhiên, nếu như là bình thường, sát thủ tôn giả cảnh tự nhiên sẽ không dễ dàng bị Phước Tiên Thắng trói lại như. Vậy, cho nên, không gian tù lung của Tiểu Hồng cũng có công lao không thể bỏ qua. Cả hai kết hợp. Tăng thêm đánh bất ngờ mới có thể giết sát thủ tôn giả cảnh tứ phẩm không có cơ hội hoàn thủ. Cất kỹ Phước Tiến Thắng, tay phải Dương Diệp vung lên, hắn giao thi thể sát thủ tôn giả cho kiếm linh. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, Dương Diệp hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Bởi vì hắn hiện tại phát hiện, muốn lưu tất cả sát thủ tại nơi này cũng không khó. Một giờ sau, bên người Dương Diệp lại xuất hiện một người, người này chính là sát thủ tôn giả cảnh vừa bị hắn giết. Sát thủ tôn giả cảnh này tên là Mạc Danh Kiềm, tôn giả cảnh tứ phẩm, làm cho Dương Diệp ngoài ý muốn chính là sát thủ này không có trí nhớ, người sát thủ này chỉ có ký ức đi vào cổ vực thành mà thôi, trước đó, trống rỗng. Làm cho Dương Diệp muốn dò la lai lịch cùng với điều tra tình huống bên người La Tuấn cũng không được. Hắn biết rõ, những người này sẽ nhất định là sát thủ do đỉnh Hán đế quốc bí mật bồi dưỡng, trí nhớ những người này nhất định đã bị đỉnh Hán đế quốc xóa đi, mục đích. Tự nhiên là sợ những người này rơi vào tay của người có tâm, bạo lộ bí mật của đỉnh Hán đế quốc. Ngay cả cường giả tôn giả cảnh cũng bị đối đãi như thế, xem ra thực lực đỉnh Hán đế quốc còn mạnh hơn ta suy nghĩ. Khó trách dám thả ra hào môn thống nhất đại lục. Sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, đỉnh Hán đế quốc là quái vật khổng lồ, hắn càng tiếp cận, càng phát hiện đối phương khủng bố. Ha ha, mình bây giờ nghĩ những việc này có thể làm được gì? Chẳng lẽ mình có thể đầu hàng đối phương hay sao? Dương Diệp lắc đầu, sau đó thân hình khẽ động, hắn mang theo hai người biến mất tại chỗ. Hiện tại hắn đã chống lại đỉnh Hán đế quốc, song phương có khả năng hòa giải sao? Tự nhiên là không có, đã không có, hắn nghĩ nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại cần làm chính là đánh giết đám sát thủ này, tốt nhất là giết bọn họ xong lại luyện thành kiếm nô. Trước ngày hôm nay, Dương Diệp cảm thấy vỏ kiếm kiếm hoàng là gân gà. Bởi vì vỏ kiếm kiếm hoàng trừ tăng phúc kiếm ý của hắn, có thể khắc chế huyền kiếm ra, còn lại nó không có tác dụng gì. Mà hai thứ này với hắn mà nói cũng không phải quá trọng yếu. Nhưng mà hiện tại, hắn phát hiện, vỏ kiếm kiếm hoàng rất biến thái. Có thể luyện cường giả tôn giả cảnh thành kiếm nô, việc này không biến thái hay sao? Đương nhiên, việc này cũng có hạn chế, kiếm linh không sao, việc này có quan hệ tới thực lực của hắn. Với cảnh giới của hắn hiện tại, hắn tối đa chỉ có thể khống chế 10 tên kiếm nô, hắn không có thực lực khống chế nhiều hơn. Nhưng đối với Dương Diệp mà nói việc này cũng rất không tồi. 10 tên kiếm nô, nếu như đều là tôn giả cảnh, vậy cũng tương đối khủng bố. Dù sao đại lục hiện tại, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay với hắn. Rất nhanh, Dương Diệp lại tìm được một tên sát thủ tôn giả cảnh. Nhìn thấy tên sát thủ tôn giả cảnh kia, Dương Diệp cười lạnh. Hiện tại hắn nhìn thấy những sát thủ tôn giả cảnh kia tương đương với tay chân siêu cấp, hắn tự nhiên cao hứng. Dương Diệp. Sát thủ tôn giả cảnh nhìn thấy Dương Diệp, đồng tử co rụt lại, sau đó hắn nhìn sang Mạc Danh Kim cùng Tiểu Hồng, nói. Các ngươi. Dương Diệp không có thời gian nói nhảm với đối phương, tay phải hơi run lên, Phược Tiên Thắng hiện ra, hóa thành một tia sáng màu vàng bay thẳng về phía sát thủ tôn giả cảnh. Đạo khí. Sắc mặt tên sát thủ thay đổi, hắn đang chuẩn bị động thủ, mà lúc này, đột nhiên có hai giọng nói vang lên. Không gian tù lung. Không gian tù lung. Loạn ma hải. Một. Xùy. Một đạo kiếm quang đâm xuyên qua ngực sát thủ bị Phước Tiên Thắng trói lại, kiếm ý lập tức đánh nát nội tạng của sát thủ. Sát thủ mở to mắt, hắn sắp chết cũng nghĩ không thông vì sao Tiểu Hồng cùng Mạc Danh Kim lại trợ giúp Dương Diệp, đáng tiếc, hắn vĩnh viễn nghĩ không thông. Sau khi thu hồi thi thể vào vỏ kiếm, Dương Diệp xuất ra một quả năng lượng thạch siêu phẩm và bắt đầu hấp thu. Tuy lần này bọn họ nhẹ nhõm chém giết sát thủ tôn giả cảnh tứ phẩm, nhưng mà Dương Diệp cũng không sinh ra lòng khinh thị. Dương Diệp phi thường rõ ràng, sở dĩ bọn họ có thể dễ dàng đánh chết đối phương như thế, đó là vì xuất kỳ bất ý. Nếu như không phải xuất kỳ bất ý, ba người bọn họ liên thủ, có lẽ có thể chém giết đối phương, nhưng mà tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, một khi gây chuyện không tốt,
đối phương còn có thể chạy trốn, hoặc là thông chỉ cường giả tôn giả cảnh khác. Cho nên, Dương Diệp cũng không bởi vì hai lần chém giết tôn giả cảnh mà cho rằng cường giả tôn giả cảnh không có lực uy hiếp với hắn. Cứ như vậy, một thời thần trôi qua, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp đã khôi phục toàn bộ, mà kiếm linh cũng hoàn thành chế tác kiếm nô. Còn lại là việc thu phục kiếm nô. Có kinh nghiệm hai lần trước, Dương Diệp lúc này đã nhẹ nhõm hơn nhiều, không đến một giờ đã thành công thu phục chiếm được kiếm nô mới. Kiếm nô này ngược lại cũng nổi danh, như vậy cũng thuận tiện, Dương Diệp cũng đặt tên cho hai tên sát thủ trung vực, Mạc Danh Kim tên là Hắc Nhất, mà người kia tên là Hắc Nhị, về phần Tiểu Hồng vẫn gọi là Tiểu Hồng. Nhìn ba kiếm nô trước mặt, Dương Diệp không thể không cảm thán kiếm linh biến thái, còn có kiếm hoàng sáng tạo ra bí pháp kiếm nô. Loại bí pháp này thực rất biến thái, hát cũng không phải nói có thể khống chế cường giả tôn giả cảnh, chính yếu nhất chính là bí pháp khống chế kiếm nô trừ không có ý thức chủ quan cùng tình cảm ra, phương đê diện khác không khác gì người sống. Cũng chính bởi vì như vậy, kiếm nô Tiểu Hồng mới có thể dễ dàng lừa gạt Hắc Nhị, bởi vì nhìn từ ngoài, Tiểu Hồng không khác gì người sống. Trừ phi bọn họ ngay từ đầu đã dùng thần thức điều tra Tiểu Hồng, bằng không thì, chỉ bằng vào mắt thường căn bản không phân biệt ra Tiểu Hồng đã là người chết. Nếu như luyện người bên cạnh mình thành kiếm nô. Nghĩ tới khả năng này, Dương Diệp lập tức không rét mà run, trong nội tâm âm thầm may mắn bí pháp này rơi vào trong tay của hắn, bằng không nó rơi vào trong tay của người khác, ví dụ như La Tuấn, vậy thì thực khủng bố. Cất khí ba kiếm nô, Dương Diệp lưng cõng hộp kiếm màu xanh ra trời biến mất. Từ miệng của Hắc Nhị hắn biết được, trong phiến sơn mạch còn có ba gã sát thủ tôn giả cảnh, trong đó hai gã là tôn giả cảnh ngũ phẩm, một gã là tôn giả cảnh lục phẩm. Dương Diệp quyết đoán buông tha ám sát ba người này, bởi vì kiếm linh nói cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm căn bản không phải hắn hiện tại có thể thu phục. Trong cảnh giới tôn giả cảnh, ngũ phẩm là một đường ranh giới, dưới ngũ phẩm và trên ngũ phẩm sẽ có chênh lệch cực lớn, phương diện này không chỉ có thực lực cùng tạo nghệ không gian, còn có linh hồn. Kiếm linh luyện chế kiếm nô, nó không thể phá hủy linh hồn của đối phương, mà là giữ lại linh hồn, như vậy mới có thể luyện chế thành kiếm nô. Mà linh hồn cường giả tôn giả cảnh ngũ phẩm đã có thể ly thể, giống như hắn thi triển kiếm hồn kỹ, khi đó hắn có thể linh hồn xuất khiếu, tuy không thể ly thể quá lâu nhưng cũng có năng lực phản kháng nhất định. Nói đơn giản chính là, linh hồn tôn giả cảnh ngũ phẩm sẽ không giống dưới tôn giả cảnh ngũ phẩm chỉ có tiềm thức phản kháng. Linh hồn tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên đã có thể chủ động phản kháng. Dùng linh hồn lực của Dương Diệp lúc này căn bản không cách nào đối kháng với tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Cho nên Dương Diệp không chút do dự buông tha đi giết ba người này, bởi vì một khi không thành công, vậy thì ý nghĩa hắn sẽ bại lộ bí mật kiếm nô. Hiện tại hắn cũng không muốn bại lộ, hắn còn muốn ngày sau cho La Tuấn một kinh hỉ lớn. Chỗ khác, ba gã sát thủ tụ tập với nhau sắc mặt, ba người rất là ngưng trọng. Bởi vì bọn họ phát hiện, hai người khác đã biến mất, cũng không liên lạc được. Hai người bọn họ đã chết. Sát thủ tôn giả cảnh lục phẩm rầm giọng nói. Tên còn lại cả kinh nói. Trầm Chu, có khả năng sao? Hai người bọn họ đều là tôn giả cảnh tứ phẩm, dùng thực lực của Dương Diệp, làm sao có thể chảm giết bọn họ? Hơn nữa còn không có động tĩnh nào. Ngô Thương nói có lý. Một sát thủ khác trầm giọng nói. Ta thừa nhận. Thực lực kiếm hoàng thật sự rất khó đoán biết, nhưng muốn nói hắn có thể vô thanh vô tức giết chết hai người Mạc Danh Kim, hơn nữa còn làm im lặng như thế, giết chết không có một chút động tĩnh nào, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Dù sao hai người bọn họ đều là tôn giả cảnh, cho dù Dương Diệp có át chủ bài kinh người gì, kia người bọn họ vẫn có thể chạy trốn, hoặc là phản kháng một chút. Ban đầu ta không tin. Trầm Chu nói. Nhưng mà lúc trước ta thu được nhân chủ truyền âm, nhân chủ nói. Hồn bài của hai người bọn họ đã thiêu đốt, nói cách khác, hai người chết thật rồi. Còn có phải chết trong tay Dương Diệp hay không, ta cũng không rõ ràng. Nhưng ta nghĩ, cho dù không phải chết trong tay hắn, hắn khẳng định không thoát khỏi liên quan. Nghe vậy, sắc mặt hai người Ngô Thương lập tức biến đổi. Trầm Chu nói. Kiếm hoàng này vô cùng quỷ dị, trên người không chỉ có được nhiều kiện đạo khí, càng có thể ẩn nấp khí tức bản thân. Thực lực lại vượt xa huyền giả cùng giai, kẻ này là người yêu nghiệt nhất mà ta thấy, nếu cho hắn phát triển, tương lai sẽ thành cường địch của nhân chủ. Lão Phu thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nếu nhân chủ là người phát ngôn của thiên địa, vì sao thế gian lại cho phép yêu nghiệt như thế tồn tại? Chẳng lẽ là dùng để tôi luyện nhân chủ sao? Nhất định là thế,
Ngô Thương nói, thượng cổ mỗi một lần nhân hoàng xuất hiện, chẳng phải trên đại lục đều xuất hiện nhiều thiên tài yêu nghiệt hay sao? Nhưng cuối cùng còn không phải thần phục dưới chân Tam Hoàng. Đừng nhìn Kiếm Hoàng yêu nghiệt, đến lúc đó hắn còn không phải đá kê chân của nhân chủ hay sao? Hy vọng như thế. Trầm Chu nói, trước kia khi ở Trung Vực, khi đó hắn đã nghe qua tên Dương Diệp, lúc ấy hắn cũng lơ đễnh, dù sao Dương Diệp cũng chỉ là linh giả cảnh, cho dù có yêu nghiệt, hắn có thể yêu nghiệt tới mức nào. Nhưng mà hiện tại hắn phát hiện, Kiếm Hoàng yêu nghiệt tới mức làm hắn kiêng kỵ. Hắn cũng không phải kiêng kỵ Dương Diệp hiện tại, mà là kiêng kỵ Dương Diệp tương lai. Hắn đã có thể tưởng tượng ra, một khi Dương Diệp bước vào tôn giả cảnh, khi đó, hoàng giả cảnh không xuất thủ, ai có thể giết hắn? Trầm huynh, chúng ta hiện tại tiếp tục đuổi giết Dương Diệp, hay là? Ngô Thương hỏi. Trầm Chu lắc đầu, nói. Thánh giả di tích chỉ còn lại 3 tầng ảo trận, nhân chủ bảo chúng ta lập tức tiến đến Trung Vực. Dương Diệp kia, nhân chủ nói đã có người đối phó hắn. Ai, nghĩ đến nhân chủ đã bất mãn với chúng ta, bằng không cũng không phái người khác thay thế chúng ta. Vốn cho rằng giết một gã huyền giả linh giả cảnh, đối với chúng ta mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà không nghĩ tới, chúng ta không chỉ có không có giết đối phương, còn tổn thất 2 người, lần này, ám sát doanh của chúng ta đã mất hết mặt mũi. Chúng ta trở về như vậy, tất nhiên sẽ bị người Tu La doanh giễu cợt. Ngô Thương nói, nếu không, chúng ta không về Trung Vực, chúng ta đến loạn ma hải dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt chờ đợi Dương Diệp. Mục tiêu của Dương Diệp lần này chính là thánh giả di tích, mà loạn ma hải là con đường duy nhất đi tới Trung Vực, hắn nhất định sẽ đi qua nơi này, chúng ta chờ hắn ở phía trước là được. Trầm Chu động tâm, hắn thật sự không muốn cứ trở về như vậy, bởi vì thật sự quá mất mặt, tuy Dương Diệp quá mức yêu nghiệt, nhưng mà người khác sẽ quản việc này sao? Trong mắt người khác, là 5 người bọn họ đến đuổi giết một gã linh giả cảnh, nhưng không có giết chết, còn bị đối phương chém giết 2 người, hơn nữa cuối cùng còn xám xịt trở về. Trần chờ một lúc, Trầm Chu đã có quyết định. Đi, đi loạn ma hải, ta cũng không tin Dương Diệp sẽ buông tha tiến vào Trung Vực. Nói xong, 3 người biến mất tại chỗ. Thời điểm 3 người rời đi không lâu, Dương Diệp xuất hiện tại nơi 3 người đứng lúc trước. Hắn vốn chuẩn bị đi tới loạn ma hải, nhưng Hắc Nhất và Hắc Nhị đột nhiên tiếp thụ một tin tức này do Trầm Chu phát ra, đối phương chỉ muốn thông chi 2 người Ngô Thương, nhưng mà Trầm Chu không nghĩ tới là Hắc Nhất và Hắc Nhị cũng tiếp thu. Dương Diệp sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn lặng lẽ chạy tới, cũng may mắn chạy tới. Bởi vì nếu như không chạy tới, hắn sẽ cứ thế tiến vào loạn ma hải, khẳng định bị 3 người này bắt được. Tuy hắn không sợ 3 người, nhưng mà cũng không muốn bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Phải biết rằng, mục đích của hắn chính là thánh giả di tích, nếu như đi trễ, Kiền Khôn Đồ sẽ rơi vào trong tay La Tuấn, Nam Vực thật sự xong rồi. Sau khi im lặng một lúc, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn ngự kiếm bay về phía loạn ma hải. Với hắn mà nói, Kiền Khôn Đồ mới là trọng yếu nhất. Lúc sắp tới loạn ma hải, Dương Diệp không hề ngự kiếm. Hiện tại ngự kiếm, không thể nghi ngờ sẽ bị 3 người kia nhìn thấy. Lóc cóc lóc cóc. Đột nhiên, một tiếng vó ngựa vang lên sau lưng Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, hắn quay người nhìn sang, chỉ thấy một chi đội ngũ đang chạy về phía hắn, nhân số có hơn 100. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên, bởi vì những này mã đều là phong liệt mã, hơn nữa những người này thấp nhất đều là vương giả cảnh. Những người này cũng nhìn thấy Dương Diệp. Lúc nhìn thấy Dương Diệp đều rút vũ khí và đề phòng. Dương Diệp không muốn trêu chọc phiền toái, hắn lập tức tránh sang một bên. Đội nhân mã này cũng lướt qua trước mặt Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp mới phát hiện, bên trong đội nhân mã này còn có một chiếc xe ngựa, những thị vệ này vây quanh cỗ xe ngựa kia, hiển nhiên, thân phận người trong xe ngựa không thấp. Tuy nhiên, việc này không quan hệ gì với hắn. Đúng lúc này, đột nhiên đội nhân mã kia dừng lại. Một nữ tử thân mặc quần mỏng màu đỏ, trong tay cầm trường tiên xinh đẹp đi tới trước mặt hắn. Nữ tử ước chừng hơn 30 tuổi, dáng người nóng bỏng, ăn mặc có phần bạo lộ, trừ bộ phận quan trọng, các bộ vị khác đều bại lộ. Trên cổ nữ tử này có hình xăm, trên cổ nàng có một con rắn thẻ lưỡi, con rắn nhỏ quấn quanh cổ nàng, đầu rắn hướng xuống, vừa vặn án ngữ ngay lối vào 2 ngọn núi đôi của nàng, làm cho người khác nhìn có cảm giác huyết mạch phun trào. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, những thị vệ như lâm đại địch,
trên mặt mang theo cảnh giác và phòng bị, bởi vì nữ tử này là cường giả tôn giả cảnh. Bảo hộ tiểu thư, huyền giả linh giả cảnh cửu phẩm cầm đầu hét lớn, các thị vệ lập tức cầm huyền bảo, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động và nhìn chằm chằm vào nữ tử quần đỏ. Nữ tử quần đỏ cười hắc hắc, tiện tay vung trường tiên, ngay sau đó từng tiếng xé gió vang lên trong không gian, nói. Ninh tiểu thư, người quả nhiên thông minh hơn người như lời đồn. Lại dám gạt qua tai mắt cùng mai phục của Thiên Ma Tông, nếu như không phải ta còn ẩn giấu, chỉ sợ thật sự nhìn ngươi trốn về loạn ma hải rồi. Đấy! Cót kẹt! Một tiếng vang nhỏ vang lên, cánh cửa trên xe ngựa từ từ mở ra, một nữ tử mặc váy dài màu xanh lá bước xuống. Nữ tử 17-18 tuổi, dung nhan thanh lệ, dáng người thon thả nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Nữ tử phất phất tay, những thị vệ đang vây quanh lui sang một bên, nhượng suốt một con đường. Xà nữ, ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, tại loạn ma hải, trăm năm qua, mọi người vẫn bình an vô sự, vì sao Thiên Ma Tông ngươi đột nhiên ra tay với Đinh Gia ta? Làm như vậy, chẳng lẽ Thiên Ma Tông ngươi sẽ không sợ lửa giận của Đinh Gia ta sao? Nữ tử nói, Đinh tiểu thư muốn kéo dài thời gian, chờ cứu binh Đinh Gia đến giúp sao? Xà nữ nói, nếu như là thế, ta chỉ có thể nói với Đinh tiểu thư, ngươi không cần chờ. Bởi vì có người đã ngăn cản cường giả Đinh gia. Nữ tử biến sắc, sau đó nói. Thương Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thần Cơ Tông đều liên thủ với Thiên Ma Tông các ngươi. Nàng rất rõ ràng, nếu xà nữ đã dám nói như vậy nhất định đã có người ngăn cản cứu viện, bằng không thì, chỉ bằng vào Thiên Ma Tông sẽ không dám động vào Đinh gia của nàng. Ánh mắt xà nữ hiện ra một tia kinh ngạc, nói. Đinh tiểu thư quả nhiên thông minh hơn người. Nếu Đinh tiểu thư đã đoán được, cần gì phản kháng vô dụng chứ? Ta cam đoan, chỉ cần Đinh tiểu thư ngoan ngoãn đi theo ta, những hạ nhân của ngươi, ta sẽ tha cho bọn họ một mạng. Mục tiêu của ta chỉ là Đinh tiểu thư. Ta đáp ứng, những thị vệ của ta cũng không đáp ứng. Nữ tử nói. Chúng ta thề sống chết bảo vệ tiểu thư. Bọn thị vệ cùng kêu lên, ánh mắt bọn họ đều rất kiên định. Nói như vậy Đinh tiểu thư muốn phản kháng tới cùng. Ánh mắt xà nữ dần dần lạnh như băng, tuy nàng là tôn giả cảnh, nhưng đối diện có hơn 100 người, bên trong cũng có 30 tên linh giả cảnh, trong đó có hơn 10 linh giả cảnh cửu phẩm. Những người này đồng tâm hiệp lực vẫn tạo thành phiền toái không nhỏ với nàng, bằng không thì nàng cũng không nói nhảm lâu như thế. Kết trận. Nữ tử nói. Nói xong, thị vệ vây quanh nữ tử vào trong, không đến một lúc đã tạo thành trận hình tròn, thị vệ bên trong cầm trường cung trong tay, thị vệ bên ngoài cầm trường thương, dưới chân mọi người là khe hở màu xanh nhạt. Chỉ cần chúng ta kiên trì nửa canh giờ, trong nửa canh giờ, cường giả trong gia tộc nhất định đuổi tới. Nếu lần này có người còn sống, Đinh gia ta sẽ phát mỗi người 10 viên năng lượng thạch cực phẩm, còn có công pháp địa giai, miễn phí cởi mở nửa tháng cho mọi người vào xem. Huyền bảo địa giai trong các, mọi người có thể tùy ý lấy một kiện huyền bảo địa giai. Nếu người chết trận, Đinh gia ta trợ cấp 50 viên năng lượng thạch cực phẩm, còn tiếp con cái bọn họ vào Đinh gia, cùng học tập với đệ tử Đinh gia. Nữ tử lập tức lên tiếng. Nghe nữ tử nói thế, các thị vệ kích động hô. Chúng ta thề sống chết bảo vệ tiểu thư. Sắc mặt xà nữ khó coi, bởi vì Đinh tiểu thư nói đúng. Những cường giả tông môn tới ngăn cản cường giả Đinh gia không thể ngăn cản đối phương bao lâu. Dù sao, Đinh gia chính là siêu cấp bá chủ tại loạn ma hải, nếu như không có người âm thầm tương trợ bọn họ, những tông môn bọn họ căn bản không dám đối kháng với Đinh gia. Hiện tại, bày ở trước mặt nàng là hai con đường, một là lập tức ra tay huyết chiến đến cùng, bắt này tiểu thư Đinh gia, tuy Đinh gia có những tử sĩ kia, với thực lực của nàng muốn bắt đối phương, độ khó quá lớn. Thứ hai, nàng đang chờ người của mình đến, lúc trước nàng không muốn nhìn Đinh tiểu thư chạy về loạn ma hải, một người xé rách không gian chạy đến, cường giả tông môn đang ở nơi khác chưa tới. Nếu như giúp đỡ của nàng đuổi tới, muốn giết đám người này quá dễ dàng. Nếu như cường giả Đinh gia đuổi tới trước, không có Đinh tiểu thư áp chế, nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Là chờ đợi hay động thủ, xà nữ có chút khó khăn. Bên cạnh, Dương Diệp kinh ngạc nhìn nữ tử. Cô gái này quả nhiên rất thông minh, đối mặt cường giả tôn giả cảnh, không chỉ không bối rối, ngược lại còn có thể tỉnh táo bày trận và lôi kéo nhân tâm. Phần tâm tính cùng trí tuệ này, nàng có thể sánh ngang với yêu nữ Tần Tịch Nguyệt. Nếu như nữ nhân này chỉ có một mình, hắn sẽ lôi kéo đối phương.
Đây là nhân tài, nhất định có thể trợ giúp hắn không ít. Nhưng mà đáng tiếc, thân phận đối phương không bình thường, đầu nhập vào hắn. Hắn không cho rằng mình có bá vương khí, chỉ cần báo ra hắn là kiếm hoàng, sẽ làm cho mỹ nữ anh hùng lập tức quỳ xuống đất thần phục. Còn nữa, những việc ân oán loạn thất bát tao của bọn họ, hắn không muốn tham gia, hắn hiện tại có một đống phiền toái, hắn nào có lòng dạ quản việc của người khác. Lắc đầu, Dương Diệp quay người đi ra ngoài. Dương Diệp làm như thế, ánh mắt hai nữ nhìn sang. Nhưng thần kỳ là, hai nữ liếc mắt nhìn Dương Diệp, tất cả đều cau mày, không có lên tiếng ngăn cản. Hiển nhiên, hai nữ cũng nhìn ra ý đồ của Dương Diệp, đó chính là không muốn gây chuyện. Đi hai bước, Dương Diệp lại dừng bước, hai nữ nheo mắt nhìn, xà nữ nắm chặt roi trong tay. Theo đạo lý mà nói, nàng là tôn giả cảnh nhị phẩm, kiếm tu trước mặt chỉ là linh giả cảnh nhị phẩm, nàng không cần sợ đối phương mới đúng, nhưng mà trực giác lại nói cho nàng biết. Kiếm tu này rất nguy hiểm. Đương nhiên, nàng không phải chỉ bằng vào trực giác, có thể tu hành tới tôn giả cảnh, nàng tự nhiên không phải ngu xuẩn. Trước tiên quan sát đến bây giờ, nàng phát hiện kiếm tu kia đối mặt với hai bên, hắn hoàn toàn không sợ hãi, không chỉ không sợ hãi, kiếm tu trước mắt nhìn bọn họ với ánh mắt bình tĩnh và tự nhiên. Nếu như kiếm tu trước mắt không phải người thần kinh không ổn định, như vậy hắn có át chủ bài không cần sợ hai nàng. Hai nữ không hẹn mà cùng lựa chọn tin tưởng thứ hai, bởi vì nam tử đeo hộp kiếm kia không giống người điên. Dương Diệp dừng bước lại, hắn nhìn mọi người ở đây, sau đó nói. Này, đi loạn ma hải như thế nào? Dương Diệp không phải trang sức, mà già sau khi hắn đáp xuống, hắn bị lạc đường. Chạy, một. Đúng lúc này, xà nữ vui vẻ, bởi vì người của nàng đã tới. Hơn 200 tên huyền giả từ xa bay tới gần. Trong nháy mắt liền đến, những huyền giả này mỗi một người có cảnh giới thấp nhất cũng là vương giả cảnh. Bọn họ bị một tên đầu chọc chỉ hưu, những người này đều vây quanh đám người Đinh gia. Sắc mặt nữ tử Đinh gia trầm xuống. Đinh Thực Dược, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngoan ngoãn theo ta đi, ta có thể tha cho những thị vệ này một mạng, bằng không thì, đừng trách ta không khách khí. Xà nữ trầm giọng nói. Trong đám người, nữ tử tên là Đinh Thực Dược nhìn chung quanh. Ánh mắt của nàng kiên định, nói. Các vị, Thiên Ma Tông có tác phong gì, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Ta cho dù đáp ứng bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ nay về sau, mọi người tách ra trốn, sống hay chết đều xem. Tạo hóa của mỗi người, yên tâm, dù cho các người bất hạnh chết đi, ta vẫn thực hiện hứa hẹn lúc trước. Nói đến đây, Đinh Thực Dược lật cổ tay, một tấm phù lục xuất hiện trong tay nàng, nàng lập tức phẫn nộ quát. Trốn. Nói xong, bàn tay trắng như ngọc của Đinh Thực Dược dùng sức, phù lục lập tức nổ tung, ngay sau đó nàng biến mất tại chỗ. Là truyền tống phù tùy cơ, đáng chết. Nhìn thấy một màn này, xà nữ tức giận không nhỏ, nói. Giết, một cũng không lưu. Những thị vệ kia cũng phục hồi tinh thần lại, bọn họ lập tức buông tha cho chống cự và chạy khắp bốn phía, tuy đại đa số mọi người bị chém giết, chỉ có không tới 20 người thoát khỏi vòng vây. 20 mấy người này thoát khỏi hay không cũng là vấn đề, bởi vì phía sau bọn họ đều có hơn 20 huyền giả đang đuổi giết. Xà tôn giả, làm sao bây giờ? Tên đầu chọc nói. Sắc mặt xà nữ dữ tợn, vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà nàng không nghĩ tới nữ nhân này còn có truyền tống phù. Việc này cũng trách nàng chủ quan, nếu như nàng không xem thường như thế, nàng có thể phong tỏa không gian, từ đó làm cho truyền tống phù mất đi tác dụng. Nhưng mà đáng tiếc. Nàng vốn cho rằng nữ nhân này muốn liều chết đánh cược một lần, nào biết được nữ nhân này rõ ràng trực tiếp hạ lệnh bảo mọi người trốn, hơn nữa nàng trốn đầu tiên. Không muốn nên theo giết những tiểu lâu lâu kia, bảo tất cả mọi người tìm tòi phạm vi 200 dặm, Đinh Thực Dược là linh giả cảnh, nhưng mà vì thể chất nên không có sức chiến đấu, cho nên, bảo mọi người không cần cố kỵ. Đương nhiên, cũng không thể chủ quan, trên người nàng còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng khác. Xà nữ nói. Tên đầu chọc gật gật đầu, sau đó nhìn sang Dương Diệp, nói. Xà tôn giả, người này. Nghe vậy, ánh mắt xà nữ cũng nhìn sang Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, xà nữ bỗng nhiên cười nói. Xem công tử lạ mặt, nghĩ đến công tử không phải là người loạn ma hải. Dương Diệp nói. Ta không có hứng thú với ân oán của các ngươi, ta chỉ đi ngang qua, trùng hợp đụng phải mà thôi. Nghĩ đến các hạ chính là người loạn ma hải, thỉnh giáo ngươi.
đi loạn ma hải như thế nào? Công tử đi ma hải làm cái gì? Xà tôn giả, người này. Nghe vậy, ánh mắt xà nữ cũng nhìn sang Dương Diệp, nhìn Dương Diệp, xà nữ bỗng nhiên cười nói. Xem công tử lạ mặt, nghĩ đến công tử không phải là người loạn ma hải. Dương Diệp nói, ta không có hứng thú với ân oán của các ngươi, ta chỉ đi ngang qua, trùng hợp đụng phải mà thôi. Nghĩ đến các hạ chính là người loạn ma hải, thỉnh giáo ngươi, đi loạn ma hải như thế nào? Công tử đi ma hải làm cái gì? Xà nữ nói. Dương Diệp cau mày, mà lúc này, đột nhiên xà nữ nói. Công tử đi về phía trước, vượt qua Tịch Tĩnh Lĩnh là tới loạn ma hải vực. Nhưng công tử phải cẩn thận, Tịch Tĩnh Lĩnh có rất nhiều yêu thú đáng sợ, trong đó không thiếu yêu thú tôn giai, dùng thực lực của công tử, chỉ sợ khó có thể xuyên qua, không bằng đi cùng chúng ta, mọi người một đường cũng dễ chiếu cố lẫn nhau, được chứ? Không cần, ta tự đi, cáo từ. Dương Diệp gật đầu với hai người, sau đó hắn đi về phía trước. Nữ nhân này và Thiên Ma Tông đều không phải mặt hàng tốt, hắn cũng không muốn đi cùng đối phương, cũng không phải sợ, hắn chỉ ngại phiền toái. Chậm đã. Đúng lúc này, tên đầu chọc gọi lại Dương Diệp. Xà nữ bên cạnh cau mày, nàng bất mãn nhìn tên đầu chọc, với lịch duyệt cùng kinh nghiệm của nàng, nàng đã có thể khẳng định, mặc dù nam tử trước mắt chỉ là linh giả cảnh, nhưng hắn khẳng định có át chủ bài, hoặc hắn có thân phận siêu nhiên, bằng không hắn không có khả năng bình thản trước mặt cường giả tôn giả cảnh như nàng. Cũng chính bởi vì như thế, nàng mới bỏ mặc đối phương rời đi, cũng không phải nàng kiêng kỵ hoặc sợ hãi, nàng cũng không muốn phiền toái. Dù sao giết hay không đối phương, đều không có chút chỗ tốt. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn tên đầu chọc, nói. Chuyện gì? Nam tử đầu chọc nhìn Dương Diệp thật sâu, sau đó nói với xà nữ. Xà tôn giả, người còn nhớ rõ tông chủ đã từng bảo chúng ta lưu ý người nọ không? Lúc ấy tôn giả người ở bên ngoài, cũng không có nhìn thấy tông chỉ xuất ra bức họa, nhưng mà ta lại nhìn thấy. Lúc trước nhất thời không có nghĩ tới, bây giờ ta nhớ lại, ta mới phát hiện, người trong bức họa cực kỳ tương tự người này, nếu như ta không có đoán sai, người này nhất định chính là người tông chủ cần tìm. Xà nữ nói, ngươi xác định, nam tử đầu chọc gật gật đầu, nói. Người trong bức họa không mang hộp kiếm, cho nên trước đó ta không nhận ra, nhưng mà hiện tại xem ra, người này trừ mang hộp kiếm ra, còn lại cơ bản hoàn toàn tương tự bức họa. Cho nên, ta dám khẳng định, người này chính là người tông chủ muốn tìm, lúc trước tông chủ nói nếu tìm được người này, bảo chúng ta tránh đánh rắn động cỏ, cần phải thông chi hắn trước, nghĩ đến, người này cực kỳ trọng yếu với tông chủ, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể thả hắn rời đi. Xà nữ trầm ngâm một lúc. Sau đó nói với Dương Diệp. Công tử đã nghe thấy. Dương Diệp lúc này cảm thấy khó hiểu, nhưng tên đầu chọc không giống nói láo, hắn không biết tại sao tông chủ Thiên Ma Tông lại có bức họa của mình. Chẳng lẽ lại? Làm như nghĩ đến cái gì, ánh mắt Dương Diệp lạnh như băng. Mời công tử đến Thiên Ma Tông chúng ta một chuyến, công tử sẽ không phản đối chứ? Giọng nói của xà nữ lạnh nhạt nhưng cây roi màu vàng lại sống động. Trước kia thả nam tử này rời đi, là vì nàng không rõ ràng lai lịch của đối phương, không muốn nhiều chuyện. Nhưng mà hiện tại, nếu tông chủ muốn tìm người này, nàng sẽ không thả đối phương rời đi. Thiên Ma Tông, ta sẽ đi, nhưng không phải đi theo ngươi. Nói xong, Dương Diệp lao nhanh về phía xà nữ. Đến mức này, nói nhảm cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên hắn trực tiếp ra tay, hắn vốn không muốn ra tay, bởi vì hắn thật sự không muốn gây phiền toái. Tiến đến trung vực mới là chuyện hắn cần làm nhất hiện tại. Nhưng mà đáng tiếc, đối phương không có ý định buông tha hắn. Đã như vậy, hắn cũng không cần lưu người sống. Thấy Dương Diệp động thủ, sắc mặt xà nữ cũng trầm xuống, một linh giả cảnh lại dám động thủ với nàng, quả thực là đang vũ nhục nàng. Không cần cố kỵ cái gì, cổ tay xà nữ khẽ động, cây roi trong tay và con rắn đều lao thẳng về phía Dương Diệp. Cây roi đánh tới, Dương Diệp xoát quyền đánh mạnh. Cây roi trong tay xà nữ bị đánh bay ngược trở về. Xà nữ kinh ngạc, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới lực lượng của Dương Diệp lại mạnh như vậy, có thể đánh lui roi của nàng. Ngay sau đó nàng giận dữ, nàng đường đường cường giả tôn giả cảnh, một kích của nàng bị linh giả cảnh đánh lui, nàng thật sự mất mặt. Ngươi muốn chết? Xà nữ vung tay lên, cây roi trong tay nàng lập tức biến lớn, hóa thành một con rắn màu vàng dài gần trăm trượng, thân thể con rắn tấn công Dương Diệp. Huyền kỹ.
Dương Diệp không dám khinh thường, vẫy tay, long cốt kiếm xuất hiện trong tay. Hai tay cầm long cốt kiếm chém ngang, ngay sau đó có vô số kiếm tơ bắn ra, vô số đạo kiếm tơ va chạm với con rắn to lớn, ngay sau đó có vô số kiếm khí lan tỏa trong không gian. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt xà nữ hiện ra vẻ khiếp sợ khó che giấu nổi, đây là linh giả cảnh có thể phát ra kiếm khí sao? Thậm chí có thể chém vỡ huyền kỹ địa giai thượng phẩm của nàng. Nhưng khá tốt, chỉ là kiếm khí đơn thuần, cũng không có kiếm ý gia trì, thiếu niên này hẳn là không có lĩnh ngộ kiếm ý, bằng không thì. Vào lúc này có một đạo kiếm quang xuất hiện, một đạo kiếm khí màu tím đã xuất hiện trước mặt xà nữ không chút nghĩ ngợi đã vung cây roi đánh vào kiếm khí. Phanh! Một tiếng nổ vang, kiếm khí tiêu tán, cây roi của xà nữ cũng nứt đoạn, sau khi kiếm khí biến mất, một tia sáng màu tím vẫn không giảm tao thẳng về phía xà nữ. Xà nữ ngơ ngác, lúc nhìn thấy tia sáng màu tím kia, sắc mặt xà nữ biến thành kinh hãi, nói. Kiếm ý thực chất, ngươi là quái vật gì? Tuy nàng khiếp sợ, nhưng mà động tác của xà nữ lại không chậm, tay phải nắm chặt, tia sáng màu tím dừng lại trong hư không. Ngay sau đó lại biến mất giữa hư không. Vào lúc này, đồng tử xà nữ co rụt lại, nàng cảm giác phần gáy lạnh buốt, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu sinh tử lâu năm, xà nữ đạp chân phải xuống đất và biến mất tại chỗ, nhưng mà vẫn trễ một chút, một rãnh máu dài 10 phân chém vào con rắn trên cổ của nàng. Xà nữ kinh hãi nhìn Dương Diệp, cũng mặc kệ vết thương trên gáy, nàng trực tiếp xé rách không gian chạy đi, nàng chạy với tốc độ cực nhanh, không đến một giây đã biến mất trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp sững sờ, cứ chạy như thế, hắn còn chưa xuất toàn lực đấy. Sau nửa ngày, Dương Diệp lắc đầu, hắn im lặng, hắn không nghĩ tới đường đường cường giả tôn giả cảnh lại không đánh mà chạy. Tuy Dương Diệp cũng phát hiện vấn đề, đó chính là này cường giả tôn giả cảnh một lòng chạy trốn, hắn không có biện pháp nào với đối phương. Giống như hiện tại, hắn chỉ có thể nhìn đối phương chạy trốn. Giống như quên còn có một người. Dương Diệp quay người nhìn sang tên đầu chọc đang ngây người, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người này, Dương Diệp lắc đầu, cái gì gọi là tìm chết, đây chính là tự tìm đường chết. Nếu như hắn không lắm miệng, hắn không cần phải chết, thật đáng tiếc. Một đạo kiếm quang hiện tên, đầu của tên đầu chọc linh giả cảnh ngũ phẩm bay lên cao. Sát lục kiếm ý bát trọng có thể quét ngang huyền giả cùng giai bình thường, thật sự không có gì phải miêu tả. Thu kiếm. Dương Diệp quay người nhìn sang một bên, nói. Còn không ra sao? Nữ tử yêu nghiệt, một. Một nữ tử xuất hiện tại trước mặt Dương Diệp, nữ tử chính là trước kia Đinh Thược Dược dùng truyền tống phù tùy cơ hội bỏ chạy. Kỳ thật nữ tử này không có sử dụng truyền tống phù, mà là dùng ẩn. Thân phù, ẩn thân phú, Dương Diệp chỉ nhìn thấy trên một ít sách vở của Lâm Sơn, nhưng hắn chưa tận mắt nhìn thấy, hắn không nghĩ tới. Rõ ràng lại có thể nhìn thấy tai hữu nơi này hơn nữa ăn thân phù của đối phương có cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng vượt qua trung phẩm, bằng không cũng không có khả năng giấu giếm được xà nữ. Ngươi là phù văn sư. Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, trong tay của nàng cầm lấy một tấm phù lục. Chỉ có phù văn sư mới có thể nhìn thấu ẩn thân phù khác với truyền tống phù tùy cơ hội. Nhìn cách ăn mặc của ngươi, ngươi không phải là người loạn ma hải, hẳn là đến từ Nam vực hoặc là cổ vực thành, mục đích. Hẳn không phải là loạn ma hải, mà là tiến vào trung vực, đúng không? Yêu nghiệt. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này thật sự đã thành tinh, dĩ nhiên cao u đoán ra lai lịch và mục đích của hắn như vậy. Trí tuệ của nữ nhân này thật sự không dưới Tần Tịch Nguyệt. Kiếm ý bát trọng, dùng thực lực linh giả cảnh đánh lui tôn giả cảnh, tại Nam vực, chỉ có một người có thể làm được, đó chính là kiếm. Hoàng, có lẽ các hạ chính là kiếm Hoàng Dương Diệp đúng không? Ninh Thược Dược lại nói, có khi quá thông minh không phải chuyện tốt. Đôi mắt của Dương Diệp nhắm lại, nữ nhân trước mắt quá thông minh, làm châu hắn cũng phải kiêng kỵ. Ninh Thược Dược mỉm cười, nói, chúng ta có thể trở thành bằng hữu, bởi vì chúng ta có chung địch nhân. Chăng địch nhân? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Ninh Thược Dược chậm rãi đi đến trước mặt Dương Diệp, nói, ta điều tra ngươi, cũng hiểu việc của ca ngươi. Lần này ngươi tiến về trung vực, nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn ngăn cản La Tuấn đạt được kiền khôn đồ. Kiếm quang lóe lên, thuấn không kiếm của Dương Diệp để ngang trên cổ của Đinh Thược Dược, trên mặt của nàng không có sợ hãi, trái lại, trên mặt nàng còn vui vẻ, nhưng sắc mặt quá tái nhợt nên khi nàng vui vẻ cũng biến thành quỷ dị. Điều tra qua ta, Ninh tiểu thư,
dường như ta không biết người đâu. Dương Diệp cảm nhận được một tia nguy hiểm trên người nữ nhân này, nói ra có chút buồn cười, bởi vì chỉ cần hắn vung tay là có thể giết chết nữ nhân này, nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn lại kiêng kỵ nữ nhân này. Ngươi không nói gì với ta sao? Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, giọng nói của nàng rất bình tĩnh giống như bằng hữu nói chuyện với nhau. Dương Diệp nhìn đối phương thật sâu, sau đó thu hồi thuấn không kiếm, nói. Ninh Tiểu Thư hiện tại có thể trả lời vấn đề của ta rồi chứ? Cũng đừng nói với ta là thanh danh của ta truyền khắp loạn ma hải. Từ khi nhân hoàng chặt đứt kết giới giữa Nam Vực cùng Trung Vực, bởi vì hiếu kỳ nên ta muốn đi tới Nam Vực, đến Nam Vực, cả Nam Vực đều truyền lưu đủ loại truyền thuyết của Dương Công Tử, bởi vì hiếu kỳ ta cũng thông qua một ít quan hệ tìm hiểu tư liệu của Dương Công Tử. Chỉ không nghĩ tới, hiện tại Thược Dược lại nhìn thấy chính chủ. Ninh Thược Dược nói, vậy tại sao ngươi biết ta đi Trung Vực ngăn cản La Tuấn? Dương Diệp trầm giọng nói, bởi vì ta cũng điều tra qua La Tuấn. Ninh Thược Dược nói, nhân hoàng muốn nhất thống Nam Vực, hắn nhất định muốn đạt được Kiền Khôn Đồ, bởi vì có Kiền Khôn Đồ, hắn có thể nhanh chóng thống nhất thế giới nhân loại. Mà Dương Công Tử đối địch với hắn, tự nhiên sẽ không cho hắn đạt được Kiền Khôn Đồ, hiện tại Dương Công Tử xuất hiện tại đây, đầu tiên là phải đi tới loạn ma hải, cho nên. Nói đến đây, Ninh Thược Dược mỉm cười, không nói tiếp. Dương Diệp trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Ninh Tiểu Thư nói chúng ta có chung địch nhân, là có ý gì? Chúng ta đến Tịch Tĩnh Lĩnh rồi nói, bởi vì không lâu sau, đám người Thiên Ma Tông sẽ xuất hiện tại nơi này. Như thế nào? Ninh Thược Dược cười nói. Dương Diệp nói. Ninh Tiểu Thư không có nghe xà nữ kia nói trong Tịch Tĩnh Lĩnh có rất nhiều huyền thú tôn giai sao? Có Dương Công Tử bên cạnh, ta còn cần sợ huyền thú tôn giai sao? Ninh Thược Dược nháy nháy mắt nói. Dương Diệp. Sau khi Dương Diệp cùng Ninh Thược Dược rời đi không lâu, ba gã trung niên và xà nữ lại xuất hiện tại đây. Bọn họ đi rồi. Trung niên cầu đầu kiếp nhìn chung quanh, sau đó nhìn về phía xà nữ nói. Tiểu xà, người nọ thật sự dùng kiếm ý bát trọng, hơn nữa còn cầm đạo khí. Đại ca, ta còn cần lừa ngươi sao? Bị trung niên kia hoài nghi, xà nữ không vui nói. Sắc mặt trung niên ngưng trọng nói. Vậy thì đúng rồi, có lẽ người này chính là Nam Vực Kiếm Hoàng, cả Nam Vực, cũng chỉ có hắn lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng, hơn nữa cầm bội kiếm thuấn không của túy đạo nhân năm xưa. Không nghĩ tới, hắn đi vào loạn ma hải, không biết tông chủ tìm hắn làm gì. Ai, tông chủ hôm nay bế quan, bằng không chuyện này sẽ rõ ràng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Xà nữ nói. Về tông, chờ đợi tông chủ xuất quan. Ai, thật đáng tiếc, bằng không thì, nếu như bắt được con gái của Đinh Nguyên, nhất định có thể làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Hiện tại, không có Đinh Thược Dược làm con tin, chúng ta đã mất tư cách đi đàm phán cùng Đinh Nguyên. Dùng thực lực cùng ngạo khí của Đinh gia, lần này bọn họ sẽ điên cuồng trả thù chúng ta, cho nên, lúc này chúng ta phải mau chóng quay lại tông, chờ đợi tông chủ xuất quan. Trung niên trầm giọng nói, mọi người không có quay về. Mặc dù xà nữ có phần không cam lòng, nhưng mà cũng không dám phản đối, nàng lập tức gật đầu, ba người cùng biến mất tại chỗ. Tịch Tĩnh Lĩnh. Vào đêm, một vòng trắng sáng bao phủ không trung, toàn bộ Tịch Tĩnh Lĩnh như khoác thêm một chiếc áo màu bạc. Trên một khu đất trống, một đống lửa đang thiêu đốt, ánh lửa biến gương mặt Dương Diệp cùng Đinh Thược Dược thành màu đỏ. Dương Công Tử không có ngự kiếm, mà lại lựa chọn đi bộ, người muốn tránh né kẻ nào hay sao? Ninh Thược Dược nói, nên trả lời vấn đề của ta trước đi, vì sao Đinh Cô Nương nói chúng ta có chung địch nhân? Hẳn là gia tộc của Đinh Cô Nương có thù hận gì với La Tuấn hay sao? Loạn ma hải có vô số thế lực, trong đó dùng Thiên Ma Tông, Thương Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thần Cơ Tông mạnh nhất, bởi vì bọn họ có rất nhiều hòn đảo và thế lực phụ thuộc, hơn nữa bản thân tông chủ bốn tông đều là hoàng giả cảnh. Nhưng tại loạn ma hải này, Đinh gia ta mới là mạnh nhất. Bởi vì Đinh gia ta có được ba gã cường giả hoàng giả cảnh, lại nắm giữ đội thuyền và 6/10 linh mạch tại loạn ma hải. Ninh Thược Dược nói, người này có ân tình lớn lao với Đinh gia, hắn nói nếu Đinh gia ta đầu nhập vào La Tuấn, tương lai nhất định có tai họa ngập đầu, cho nên, không có biện pháp, Đinh gia ta chỉ có thể cự tuyệt La Tuấn. Cũng bởi vì một câu của một người, các ngươi liền buông tha. Dương Diệp kinh ngạc nói, Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói.
Có thể nói như vậy, tại Loạn Ma Hải, những tông môn này cần phải xem sắc mặt của Đinh gia. Nhưng Đinh gia ta làm việc cũng không có làm tuyệt, còn thừa linh mạch cùng một ít hòn đảo đều tùy ý những tông môn này giày vò, cũng không có ngăn cản bọn họ. Cũng chính bởi vì như thế, trăm năm qua, Đinh gia ta sống chung với những tông môn này không tệ. Thẳng đến khi nhân hoàng xuất thế, phần này an bình này mới bị phá hư. La Tuấn đã ra tay với Loạn Ma Hải. Dương Diệp trầm giọng hỏi. Ninh Thược Dược gật gật đầu, nói. Sau khi nhân hoàng bài trừ kết giới biên giới, đầu tiên đi vào Đinh gia ta, hy vọng Đinh gia ta phụ trợ hắn, hơn nữa đưa ra điều kiện xa xỉ nhưng bị Đinh gia cự tuyệt. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Nhân hoàng quật khởi sắp tới, sau lưng lại có đỉnh Hán đế quốc cùng một ít siêu cấp thế gia ủng hộ, hình như Đinh gia ngươi không có lý do gì cự tuyệt hắn mà. Bởi vì một người, Ninh Thược Dược nói, người này có ân tình lớn lao với Đinh gia, hắn nói nếu Đinh gia ta đầu nhập vào La Tuấn, tương lai nhất định có tai họa ngập đầu, cho nên, không có biện pháp, Đinh gia ta chỉ có thể cự tuyệt La Tuấn. Cũng bởi vì một câu của một người, các ngươi điền buông tha. Dương Diệp kinh ngạc nói, Ninh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói. Hắn cũng không phải là người bình thường, Dương công tử, có lẽ nghe qua Hiểu Thiên Cơ chứ. Khóe miệng của Dương Diệp co giật, hắn làm sao mà chưa nghe qua chứ, đây chính là nhạc phụ của hắn. Ngươi nói thì nghe nói, đúng rồi, Hiểu Tiên Sinh không cho Đinh gia ngươi đầu nhập vào La Tuấn. Dương Diệp hỏi, Ninh Thược Dược gật gật đầu, nói. Nếu như không phải hắn, trên đời này có ai một lời có thể quyết định đại sự của Đinh gia ta chứ? Sau khi Đinh gia ta cự tuyệt La Tuấn, hắn lúc ấy cũng không có làm khó dễ, chỉ nói bảo Đinh gia suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn kỳ thật đã sớm làm khó dễ. Nếu như ta không có đoán sai, các tông môn Thiên Ma Tông đã sớm đầu nhập vào La Tuấn, bằng không cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám động thủ với Tinh gia. Nghe thế, Dương Diệp xem như đã hiểu, đồng thời trong lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì Hiểu Thiên Cơ làm như vậy là đang giúp hắn, bằng không thì, Đinh gia vô cùng có khả năng đã đầu nhập vào La Tuấn. Nếu như Đinh gia thực đầu nhập vào La Tuấn, với thế lực của Đinh gia tại Loạn Ma Hải, hắn đừng nói đi ngăn cản La Tuấn, cho dù có thể đi tới trung vực hay không cũng là vấn đề. Chắc hẳn Dương công tử cũng không muốn toàn bộ Loạn Ma Hải rơi vào trong tay La Tuấn chứ. Ninh Thược Dược nói, dùng thực lực của Đinh gia, muốn tiêu diệt những tông môn kia khó khăn sao? Dương Diệp nói, đúng là không khó, nhưng nếu như La Tuấn âm thầm tương trợ bọn họ, vậy cũng khó nói. Ninh Thược Dược nói, đây là chuyện của các ngươi. Dương Diệp lắc đầu, hắn biết rõ nữ nhân này trước mắt có ý gì, nàng muốn kéo hắn xuống nước. Nếu như là bình thường, có cơ hội gây phiền toái cho La Tuấn thì hắn không ngại trợ giúp Đinh gia. Nhưng mà hiện tại, vẫn câu nói kia, kiền khôn đồ mới là trọng yếu nhất. Một khi để cho La Tuấn đạt được kiền khôn đồ, cho dù trợ giúp Đinh gia thu phục chiếm cả Loạn Ma Hải cũng không có ý nghĩa, bởi vì đối phương tùy thời có khả năng thu hồi lại. Còn nữa, tuy hắn là tử địch với La Tuấn nhưng cũng không muốn bị người ta mang ra làm vũ khí. Dương công tử sẽ không sợ Đinh gia ta đầu nhập vào La Tuấn sao? Ninh Thược Dược nói. Dương Diệp cười cười, nói. Đương nhiên sợ, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì ta sợ thì Đinh gia ngươi sẽ không đầu nhập vào La Tuấn, ta bị Đinh gia lợi dụng làm vũ khí? Ninh cô nương, người rất thông minh, rất hiểu nắm chắc nhân tâm, điểm ấy ta rất bội phục. Nhưng mà, việc này không có ý nghĩa ngươi nắm tâm tư của ta còn có thể ép ta làm việc, nếu Đinh gia muốn đầu nhập vào La Tuấn, xin cứ tự nhiên. Dương công tử quả nhiên như đồn đãi, tùy hứng mà làm. Ninh Thược Dược thấp giọng nói. Giống. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ truyền khắp Tịch Tĩnh Lĩnh, ngay sau đó mặt đất rung động rất mạnh giống như nó sắp vỡ ra. Là Đinh gia man hùng thú chúng ta, là cường giả Đinh gia đến. Ninh Thược Dược nói một câu nhưng trong mắt lại có ngưng trọng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.